Quê Hương Chen Đồ xin chào quý vị. Cảm ơn tác giả Quỳnh Giao. Truyện Bích Vân Thiên, tập 3, cũng là tập cuối. Chương 20, mùa đông rồi cũng âm thầm đến. Từ mùa hạ đến mùa đông, khoảng thời gian ngắn ngủi kia đối với mỗi người trong gia đình họ cao, gần như là những ngày dài lê thê chịu đựng. Bích hàng đợi chờ sự thay đổi trong cơ thể, nhưng ngày qua ngày vô vọng. Bà Cao đã mất đi hứng thú, trong việc nấu nướng thức ăn, thức uống hoài thai, cả ngày chỉ thở vắng thở dài. Ông Cao kế thiện oán trách tổ tiên bạc vận. Cả ba đời chỉ sinh một thôi nên mới đưa đến tình cảnh này. Hạo Thiên thì kể từ ngày vân đổi tính, đã không còn tự nhiên như xưa, đời sống bắt đầu như chiếc máy, lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác. Làm một đứa con có hiếu khó thật. 34 tuổi thiên mới hiểu thế nào là nỗi khổ của việc ở cho vừa lòng người, y vân ít nói hơn lúc trước, lúc nào cũng rút vào một xó tư lự một mình. Thỉnh thoảng lại về nhà cha mẹ ruột ở bốn năm hôm, chỉ bao giờ thiên đến trước mới chịu về lại bên chồng, không khí gia đình nghẹt thở, Hào thiên dụ có pha trò giỏi đến đâu cũng kéo không nổi ngày cũ trở lại giữa khi đó trương tiểu kỳ lại có thai bà cao hay tin lại trách trời trách đất dâu con người ta sau mình mà đã có đứa con thứ hai còn ở nhà này đến những hai con dâu mà chẳng thấy đứa nào ống nghén trời ơi sao khổ thế này nghe mẹ than thiên cũng nhột y vân không con đã đành đàn này cả bích hàng thế này thì thế nào? Thiên thắc mắc và nói với mẹ: con nghĩ cái bệnh hiếm muộn, sợ lỗi ở tại dòng họ ta chứ không phải ở vợ con đâu. Bà cao nóng mũi, ai bảo thế? Con đã đến bác sĩ giảo nghiệm rồi, sức khỏe đầy đủ, sao lại trút tội cho dòng họ nhà mình được? Hay là tại tổ tiên ta làm gì thất đức? Thiên nói và khi lời phát ra, chàng mới thấy mình ngu xuẩn. Bà cao trừng mắt giận run a à ta! Mày dám nói những tiếng trời đánh như vậy sao? Để bố mày về tao bảo ổng dạy lại mày mới được, Hạo Thiên phải xin lỗi. Thôi, con xin lỗi mẹ, ý con muốn bảo là có người họ có con dễ dàng như vậy, còn có người kiếm đỏ mắt không ra. Chuyện hiếm muộn có lẽ lỗi tại dòng họ mình. Mẹ thấy không, cha mẹ lấy nhau hơn 40 năm mà chỉ có một mình con thôi. Nếu theo lý mà xét thì chắc con cũng vậy lý luận của thiên đưa bà cao vào chỗ không vùng vẫy nhưng chỉ một lúc sau là bà lại có sáng kiến mới mẹ thấy thì con gái càng vô học càng dốt nát càng nhà quê chừng nào càng dễ có con chỉ có họ mới giải quyết được hạo thiên kêu lên trời đất mẹ lại định gì nữa đây mẹ mà trước mấy bà đó lên đây là con bỏ đi không về đây nữa ngay con nói là con làm đấy thấy con trai phải đối khá mạnh bà Cao rút lời lại, mẹ nói là nói vậy, chứ có gì đâu mà con lại nóng thế. Con nói thiệt đấy, con mong rằng từ đây về sau, sẽ không còn chuyện đó diễn ra nữa. Sống thế này đã cực khổ trăm bề rồi. Bích Hàng đứng đắn, chỉ tội bất hạnh phải sống chung với con, danh không chánh ngôn không thuận. Con đã lỗi với nàng và với vợ con biết bao, bây giờ mẹ lại muốn con phải sao nữa đây? gây thêm tội ác ngập đầu nữa ư, ừ, thôi. 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 Bà Cao thở ra nói. Từ đây về sau sẽ không bao giờ mẹ nói đến chuyện đó nữa đâu, không nói nữa. Đó chỉ là câu đầu môi của bà Cao, ví dụ miệng có không nói thì mắt cũng đã nói rồi, bích hàng chiếm địa vị của Vân hơn một năm, vẫn chưa có gì động tịnh. Nhưng ở sở, đã có tiếng xì xào, sự ra vào có đôi của nàng và Hạo Thiên, những lời ăn không ngồi rồi, bàn chuyện thiên hạ của các cô trong sở. Nhất là miệng lưỡi độc địa của những anh chàng lâu ngày đeo đuổi, chẳng thành công, cứ tưởng là trinh nữ chứ ai biết bướm ông, đã dồn dập mấy mươi lần rồi, tối. Hơi đâu mà bàn chuyện thiên hạ. Đa số gái có cái mã thùy mỹ nhất bên ngoài đều là những chúa dâm, nghe người ta đồn là cô bé cũng không phải dân nhà quý phái gì. Hạo thiên nhà có tiền đủ làm chóa mắt ở chung với người ta trong nhà hai ba năm trời mà lấy gì còn trinh tiết chứ bộ mặt phong lưu như vậy số làm vợ bé là phải ôi thắc mắc gì không phải vợ bé thì nhân tình nhân ngãi không được sao những câu khó nghe đó lọc vào tai thiên chẳng bao nhiêu vì bề thế thiên lớn chàng ngồi chỗ cao nên chẳng ai dám động chỉ có bích hàng với vị trí của một nữ nhân viên tầm thường là tai lúc nào cũng bị nhét đầy lời châm biếm Họ không những không sợ mít lòng, còn cố tình nói lớn cho nàng nghe, nhất là mấy nàng kiều nữ đồng lứa. Hàng chẳng bao giờ dám mắt lại Thiên, nàng chỉ cắn răng chịu trận, cùng lắm là khóc. Nụ cười đã mất trên môi hàng từ lâu, nhiều khi nhìn người yêu với dáng tiêu tụy, Thiên đã hỏi, em làm sao nữa thế? Buông a! À. Tại sao? Anh đã xử tệ với em? Chị Vân hay mẹ nói gì em? Cho anh biết đi chứ. Anh là chồng em. Anh có bổn phận phải giúp em giải quyết mọi vấn đề, Bích Hàng chỉ lắc đầu với nước mắt. Bao giờ bị hỏi dồn quá, nàng sa vào lòng chàng, không có gì cả anh à. Em vui lắm, em chẳng có gì để buồn cả, có thật vậy không? Nhưng Thiên vẫn không làm sao cho Hàng mở miệng được, rồi ngày phải đến đã đến. Một hôm, không còn chịu nổi. Bích Hàng rụt rè hỏi Thiên, anh Thiên. Anh tìm cho em một việc làm khác nhé, Hạo Thiên ngạc nhiên toan hỏi, nhưng rồi hiểu ngay, chàng nắm tay Hàng, ai nói gì em? Phương Chính Đức hay là Vân Chí Cường? Nói ngay cho anh biết, không? Không. Không ai cả. Bích Hàng lắc đầu, anh chỉ giỏi đoán, em chẳng bị ai nói gì cả, có điều. Làm mãi một việc chán quá, hạo thiên trừng mắt ngày mai em nghĩ ở nhà cho anh em không cần phải làm gì cả em bây giờ là vợ anh anh có bổn phận phải nuôi em nhà ta lại không nghèo không cần em phụ giúp bích hàn cúi đầu không em cần phải làm việc tại sao điều thứ nhất là em không phải là vợ anh thứ hai là anh cũng hiểu mỗi tháng em cần phải cấp dưỡng tiền bạc cho bích hà nữa hạo thiên nhìn hàng chàng có vẻ xúc động em làm ơn giải thích Tại sao em bảo là em không phải là vợ của anh? Tại sao tiền cho Bích Hà? Không thể do anh chu cấp cho nó chứ? Bích Hà ngước mắt nhìn, nỗi đau không thể bày tỏ bằng lời nói, bởi vì, bởi vì trên thực tế em chưa phải là vợ anh. Hạo Thiên đứng bật dậy, em nói thế có nghĩa là em trách anh không tạo cho em một chỗ đứng trước mắt mọi người. Em muốn đòi danh dự của một người vợ em muốn anh phải ly dị với Y Vân để cưới em, anh Thiên. Tại sao anh lại nghĩ thế? Mắt hàng mở thật to, những hạt nước mắt lưng trồng, em không bao giờ đòi hỏi như vậy, anh đã nghĩ oan cho em, vậy thì em chết còn hơn, Thiên vội ôm hàng vào lòng, bích hàng. Anh xin lỗi em, tại anh nóng quá, bực quá. Từ đây hàng đừng nói đến những chuyện đó nữa nghe bàn tay thiên lạnh vì những giọt mồ hôi, bích hàng. Anh hiểu em chịu thiệt, anh đâu phải là thứ gỗ đá đâu mà không biết gì hết. Không hiểu em thì còn ai hiểu cho. Hàng. Anh xin lỗi em, tha thứ cho anh em nhé. Bích Hàng ngồi xuống mép giường vẫn thúc thích. Hạo Thiên giữ chặt người yêu bé bỏng trong tài chàng thở dài, tội anh ngập đầu, ngày thứ hai, Bích Hàng tiếp tục đến sở nhưng Hạo Thiên đã đặc biệt lưu ý đến động tĩnh bên cạnh hàng, quả nhiên 10 giờ hơn, chàng thấy Phương Chính Đức giả vờ mang đồ án về phía hàng đang cắm cúi làm việc. Chàng lặng lẽ bước tới, vừa lúc nghe Phương Chính Đức nói. Làm bộ gì nữa? Tôi tuy không lắm tiền như tên Thiên, nhưng không bao giờ trả rẻ đâu, nếu cô chịu, tôi sẽ... Lời Đức chưa dứt thì một cánh tay của Thiên đã vòng qua vai hắn. Đức quay lại, thấy đôi mắt trừng lớn của thiên hoảng hốt a à. a à. tôi đang nói chơi đang nói chơi mà hạo thiên chẳng nói chẳng rằng vung tay lên một quả đấm thật mạnh vào cầm đức thiên từ nhỏ đã quen trò đánh đấm với nhóm tiêu chấn phong nên quả đấm vừa mạnh vừa nghiệt phương chính đức bị văng qua mấy chiếc bàn cả phòng ồn lên tiếng thét tiếng bàn ghế đổ hàng tái mặt can gián anh thiên đừng đừng anh hạo thiên bây giờ không còn biết gì hết chàng tiếp tục phóng tới kéo cổ áo đức ngồi dậy định tiếp tục đánh đức hoảng hốt đưa tay bụng mặt năn nỉ đừng đánh tôi nữa tôi biết rồi tôi biết cô ấy là của anh rồi tôi sẽ không dám chọc nữa đâu đám bạn đồng nghiệp bu lại kéo hạo thiên và đức ra bàn ghế đồ đạc được sắp xếp lại Hạo Thiên trừng mắt nhìn Đức, đồ khốn nạn. Thấy mi bạc nhược quá ta chẳng thèm đánh thêm cho dơ tay. Từ rầy về sau chừa tật mất dậy đó đi nhé, Thiên nói và kéo lấy tay Bích Hàn, thôi ta đi em, Bích Hàn lầm lũi theo Thiên ra xe. Hạo Thiên rồ máy nhấn hết ga. Gương mặt chàng đanh lại một cách dễ sợ. Nhất là đôi mắt. Hàng không dám lên tiếng, đầu óc nàng chỉ còn một khối trống rỗng thời gian qua thật lâu, đến lúc xe dừng lại, hàng mới ngẩng lên nhìn thấy xe đậu gần đại tử sĩ, tụi nó hiếp đáp em bao lâu rồi, thiên hỏi, giọng chàng có cái gì nghẹn nghẹn. Hàng lấy khăn tay xoa nhẹ những giọt mồ hôi, trên cổ thiên, thôi đừng nhắc đến chuyện đó nữa, em không bận tâm về những việc đó đâu. Thiên trừng mắt, em nói dối, bích hàng, anh biết em nói dối, hàng cúi xuống, những giọt nước mắt lăn dài, vâng nhưng bây giờ nghĩ lại, em mới thấy mình điên rồ. Để ý làm gì những chuyện đó? Tất cả đều là tự ái, Hàng nói, anh Thiên, thật ra trong tình yêu chỉ cần hai người hiểu nhau là được, cần gì để ý đến dư luận. Em chỉ xin anh một điều, là bất cứ lý do gì, anh cũng đừng khinh em. Em chỉ mong mình có một chỗ đứng vững, trong tim anh, còn ngoài ra em không cần bất cứ một cái gì khác. Thiên cúi xuống nhìn vợ với đôi mắt xót xa, chàng thở dài và thề, sẽ không bao giờ có chuyện anh phụ em, kể từ hôm ấy, Bích Hàng không còn đến sở nữa. Nhưng chuyện đánh lộn giữa Hạo Thiên và Phương Chính Đức về Hàng đã bị truyền rao khắp nơi. Y Vân biết chuyện, nhìn chồng nhún vai nói. Động tay động chân không phải là một giải pháp hay. Thế này thì dám một ngày nào đó anh sử dụng đến dao búa nữa là khác thiên ngửi thấy mùi châm biếm trong câu nói của y vân chàng trừng mắt không lẽ em nhẫn tâm để người ta muốn làm tội làm tình gì cô em được sao em gái tôi vân cười mũi tôi không có hân hạnh đó rồi cô ấy họ du còn tôi họ tiêu làm sao chị em được hạo thiên trợn mắt chàng chịu không làm sao hiểu nổi được đàn bà bích hàng không còn đến sở dĩ nhiên là cũng không có lương bổng như xưa Hào Thiên mỗi tháng trích ra một số tiền nhỏ để Bích Hàng về thăm nhà. Định mệnh đã muốn vậy, Bích Hàng đành nhắm mắt dẹp bỏ hết tự ái, tối hôm ấy, Hàng lại về nhà thăm Hà. Bích Hà đã 15 tuổi. Cô bé trổ mã xinh đẹp, biết chuyện lại khôn lanh, Hàng rất thích ngắm em, thăm hỏi về việc học vấn và những chuyện vụt vặt trong trường, Bích Hà. Em giỏi hơn chị nhiều đấy nhé. Hàng thường khen em hà biết sự quý giá của đồng tiền được chị nuôi nên rất chăm học mỗi tháng đều hãnh diện với bản xếp hạng trong tháng riêng bà mẹ nuôi của hàng từ lúc hàng về ở nhà họ cao mỗi tháng có tiền mang về nhà nên bà không còn lý do gì để nói hàng nữa bà tỏ vẻ dễ chịu hơn nhưng không hiểu tại sao hôm nay vừa thấy hàng về đến bà đã giả vờ bế con nhỏ ra ngồi cạnh chị em hàng bích hàng có chuyện tôi muốn hỏi cô này, chi ạ, à, bà mẹ ghẻ làm ra vẻ trịnh trọng, đúng ra chuyện này tôi không có quyền hỏi, nhưng hôm trước lúc nào cô cũng nói giỏi nói hay, nào là được cô giáo giúp đỡ lại nuôi ăn, sung sướng hơn ở nhà nhiều. Nhưng tại sao tôi nghe nhiều người nói cô làm bé cho người ta? Có không? Nói thật đi, Bích Hàng không còn giấu giếm được, vâng. Ôi giời ơi! Bà mẹ ghẻ kêu lên, đại tiểu thơ nhà chúng tôi mà có thể làm một chuyện như thế được à? Nhà chúng ta tuy nghèo nhưng cũng làm ăn đứng đắn mà, tại sao cô lại làm bé cho người ta? Cô cũng học nhiều quá, lúc nào cũng đòi hơn người, không lẽ lại hơn ở chỗ làm vợ lẽ đó ư? Người ta giàu có, tiền bạc dư giả là muốn làm gì cũng được à? Tôi phải nói lại cho cha cô hay mới được không thể để cho nhà họ du mang tiếng như vậy bích hàng lúng túng nhưng đó là việc làm tự nguyện của con chẳng ai bắt buộc hay hiếp đáp con hết hư bà mẹ nuôi cười mũi cô tự nguyện cô có điên không mà làm thế chúng tôi nuôi cô lớn để cô làm bé cho người ta sao lúc trước tôi bảo làm việc như con lan cô bảo làm thế là sỉ nhục là nhục nhã tưởng cô hơn gì rốt cuộc rồi cũng làm bé người ta thôi Bích Hàng đỏ mặt, muốn biện minh nhưng chẳng biết nói sao bây giờ. Trong khi bà mẹ ghẻ cứ luôn mộng châm biếm. Hàng choáng váng, ngượng đến độ muốn chui xuống đất trốn luôn, mẹ, chợt nhiên Bích Hà đứng ra, con xin mẹ đừng dở giọng biếm như thế. Chị Hàng yêu anh Thiên, chị ấy có quyền sống với người mình yêu. Đừng nói là con nuôi, dù con ruột của mẹ đi nữa, mẹ cũng không có quyền can thiệp vào đời tư chị ấy. Người ta hơn 20 tuổi rồi. Vả lại, lúc chị ngã bệnh nguy kịch nằm ở bệnh viện, chính cha cũng đã ký giấy trao chị Hàng cho người ta. Người ta chưa đúc đơn đến tòa, kết án cha mẹ bỏ rơi con cái lúc chưa đến tuổi vị thành niên là may lắm rồi. Riêng về chuyện làm vợ bé thì chị Hàng chỉ làm vợ bé cho anh Thiên thôi, còn con Lan, mẹ làm sao so sánh được. Nó làm vợ cho cả trăm cả nghìn người bà mẹ ghẻ chu lên, ôi giời ơi. Bây giờ tới mày phản bội tao nữa sao, bà xông tới đưa tay lên, nhưng Bích Hà không thèm né tránh. Sự hăm dọa chẳng nhận được phản ứng khiến bà thất vọng, bà khóc hòa lên, giời ơi. Tôi đã tội tình gì mà phải khổ thế này, chẳng ai còn sợ tôi hết, và bà vùng vằng đi vào trong, Bích Hà kinh ngạc nhìn em, nàng không ngờ em lại cứng rắn can đảm và trưởng thành như vậy. Hà đúng là một cây tổng không sợ gió bão. Ý nghĩ đó làm Hàn vui lên, Bích Hà. Chị không ngờ, Bích Hàn chấp mắt, đời sống là một môi trường giáo dục truyền miên phải không chị? Sẽ không bao giờ em là một Bích Hàn thứ hai đâu, vâng, chị rất mong thế. Bích Hàn nghẹn ngào. Chị mong rằng em sẽ thành công. Gắn học nghe em, và Hàn đứng dậy, sửa soạn đi. Hà xúc động, chị gì em? Bích Hà nhìn thẳng mắt Hàng, chỉ có thật, yêu anh Thiên không? Bích Hàng chớp mắt, có, em ạ, à, Hà cười tươi, vậy thì, em xin, chúc lành cho chị, mong chị hạnh phúc, hạnh phúc. Có thật ta sẽ hạnh phúc chăng? Những đêm thanh vắng nằm trong lòng Thiên, Hàng nhiều lúc đã bâng khuâng, hạnh phúc là gì? Thế nào mới gọi là hạnh phúc? Ta có chăng? Những lúc như vậy, Thiên thường vuốt đầu Hàng hỏi. Bích Hàng, em có chuyện gì lo nghĩ thế? Hàng chậm rãi, em đang tự hỏi hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là gì? Hạo Thiên ngẩn ra, rồi chàng cũng bị kéo nhanh vào câu hỏi. Chương 21, buổi sáng, khi Vân thức dậy thì cửa phòng của Hạo Thiên với Bích Hàng vẫn còn đóng kín, Vân liếc nhanh về phía cửa rồi đưa mắt nhìn ra ngoài trời. Bây giờ là mùa xuân. Hơn tuần nay khu vườn hoa của cư xá, những đóa hoa đổ quyên đã nở đầy, màu tím, màu đỏ và trắng, xen lẫn với những lá xanh non, tạo thành một vẻ rực rỡ lạ, Vân bước ra khỏi phòng khách, ngơ ngẩn ngồi xuống bên cạnh cửa sổ. Hai tay ông gối, mắt mở to nhìn, những chậu hoa trên bờ lan can. Mùa xuân, mùa xuân đến cho ai? Vân tự hỏi và không biết phải trả lời thế nào. Nắng ấm buổi sáng chói chang, nhưng chẳng mang lại cho lòng Vân một niềm vui nhỏ, nàng tự cầm lên gối, và thả hồn tận đâu đâu. Một đôi chim nhỏ, không biết tên, đáp xuống sân thượng, chúng chiếu chíp kêu rồi nhảy từ nơi này, sang nơi khác. Vân chợt nhớ đến đời của Hạo Thiên và nàng. Một chú chim trống và một con chim mái sống lưng chợt lạnh vân rùng mình mùa xuân đã đến rồi mà vẫn còn lạnh thế này ư những ngày sắp đến ta sẽ ra sao vân không muốn nghĩ nhưng vẫn nghĩ sự nhiêu khê của đời sống đã làm đầu nạn bị quay cuồng nhức nhối có một điều vân như ơ hời nhận thức được là mùa xuân đã đến thì phải đón xuân nhưng xuân năm nay có còn là xuân của ta không mắt vân chợt ướt mây buồn như phủ giăng đêm đầy. Vân không hiểu mình đã thay đổi, và trở thành yếu đuối thế này từ bao lâu rồi, cảm giác cô đơn lặng lặng đến và ngự trị. Ta có một gia đình hạnh phúc không phải sao? Đủ, đủ hết mà. Chồng, cha mẹ chồng, lại còn có cả cô em gái nuôi nhỏ. Cô em gái mà đã tự nguyện chia sẻ nỗi lo âu của nàng. Giúp đỡ nàng, làm hết cả mọi việc kể cả chuyện chia sẻ hạnh phúc, không. không? Không. Không. Ta không thể sử dụng tiếng oán như thế, ta không thể vô cớ buồn phiền. Bích hàng vì tất cả mọi việc đều do chính ta sắp xếp. Ai bảo ta không thể sinh con làm gì? Nhưng còn cô em gái kia? Nó cũng nào có làm được gì đâu, thế giới loài người như một đám mây hỗn độn, trong tận cùng nhân tính chẳng có sự hiện diện của thần linh. Bích Hàn cứ đòi hỏi lẽ phải. Lẽ phải nào có trên đời này? Vân còn nhớ ngày đã gặp Hàn, nàng đã bị thu hút ngay, bởi đôi mắt mở to trục trè, ngập đầy mặt cảm. Một đôi mắt hấp dẫn đối với những chàng trai thích làm người hùng. Vân đã cứu mạng cho Hàn. Hàn là đứa con gái ngoan ngoãn và đã trả ơn cho Vân. Trả ơn bằng cách cướp đi người chồng của nàng khốn nạn thật. Vân biết dù mình có là một nhà toán học đại tài đi nữa, thì cũng không thể tính ra được cái lẽ phải của việc bên trong. Hay là đời chẳng qua chỉ là những việc ân đền oán trả triền miên. Có lẽ thế. Ân oán đã bắt đầu từ thời áp tra ham. Thời của những con người sinh ra, không biết để làm gì, có tiếng cửa mở, vân ơ hờ ngẩng lên, bắt gặp hạo thiên đang nện mạnh chân đi vào phòng khách có lẽ chàng không thấy Vân ngồi bên cửa, nên thản nhiên lớn tiếng gọi vào nhà. Cô Liên ơi, cô Liên! Làm thức ăn nhanh lên cho tôi chứ, trễ giờ mất rồi, trễ là chuyện đương nhiên rồi. Y Vân nhíu mày. Hôm nào cũng Xuân Miên bất giác hiểu, đêm Xuân ngủ chẳng biết sáng, thì còn gì không trễ, anh Thiên ơi, có tiếng bích hàng từ trong vọng ra, rồi cô bé xuất hiện với chiếc áo đỏ sậm và chiếc quần phát trắng phủ gót cô bé có vẻ vui lắm, đôi má đỏ hồng. Cơn say ngủ vẫn chưa phai mờ trên mắt, một thứ phơi phới của tình xuân. Bích hàn đã đến giữa phòng với chiếc khăn quàng cổ trên tay, đến bên hạo thiên âu yếm quàng vào cổ chàng, anh phải quàng thêm cái này, đừng ý lại vào mặt trời, bên ngoài lạnh lắm đấy. Cúi xuống thấp một ít nào, để em quàng vào cổ cho, hạo thiên không xuống, thừa dịp hôn nhẹ lên môi hàng. hàn né qua bên, đỏ mặt kỳ quá coi chừng người ta thấy bây giờ họ cười chết hạo thiên tỉnh bơ cười gì không lẽ anh không có quyền hôn cả vợ anh à vợ y vân nghe hạo thiên nói càng thu mình sát hơn vào cửa sổ phải rồi vợ một đôi vừa lứa còn người đang thu mình ở cửa sổ đây là ai cô liên đã mang sữa tươi bánh mì trái cây và phô mai ra bích hàng đỡ lấy bánh trét bơ lên cho chồng thiên ngấu nghiến hai ba miếng rồi đứng dậy định bỏ đi nhưng hàng kéo chồng lại nói không được anh phải ở lại ăn hết bánh này mới đi được nhưng thế sẽ trễ mất cô vợ ngoan tôi ạ à, nhưng em đã thoa bơ cho anh xong rồi này bích hàng nũng nịu nói bây giờ anh có ăn không hạo thiên vội quay lại anh ăn đây không làm sao từ chối một việc gì với em được nhưng đừng thoa thêm miếng nào khác nữa nhé anh phải đến sở ngay không thôi chẳng còn kịp nữa nhưng bích hàn đã chuẩn bị xong một miếng thứ hai nàng tới trước miệng chàng với một nụ cười hạo thiên há mồm nhìn cô vợ trẻ chàng không thể từ chối nên vòng tay qua kéo ngã hàng vào lòng mình y vân yên lặng theo dõi sự khó chịu nhen nhúm trong tim hư sợ người ta cười thế mà mới bị kéo một cái đã ngoan ngoãn ngã vào lòng khoảng cách giữa vân với thiên và hàng thật xa, nhưng vân như trông rõ cả những sợi lông mi say đắm, đang nhấp nháy trên mắt hàng, hôn nhau xong, thiên không buông hàng ra ngay, chàng nhìn thẳng vào mắt hàng với một giọng âu yếm, hàng, anh không biết anh yêu em đến giường nào, bích hàng đắm đuối nhìn lại, rồi mặt nạn áp sát vào ngực chàng, thế. Anh yêu chị Vân bao nhiêu, Vân nghe hàng hỏi thiên. Tim chợt đập mạnh, nàng cố thu người ra sau màn cửa, để không ai nhìn thấy và chờ đợi câu trả lời của chồng Đợi sống như ngưng hẳn Thật lâu, thật lâu Vân mới nghe Thiên nói Y Vân và em khác nhau hàng ạ à. Y Vân có ý chí mạnh Là người đàn bà hiểu biết Và có thể tự đứng vững Trong khi em thì yếu đuối, tỉ mỉ và dịu dàng Anh yêu cái toàn thiện và trắng rỏi của Vân Nhưng anh cũng yêu cái yếu đuối Và đầm ấm của em em hiểu chứ, thật lâu không nghe Bích Hàng lên tiếng. Vân nhìn qua khe cửa. Trời! Họ lại hôn nhau. Tại sao lại hôn không biết chán chứ? Ơ hờ như mấy thế kỷ trôi qua. Bàn tay thiên ve vuốt trên mặt hàng, này con chim nhỏ của anh, hôm nay em định làm gì nào, bích hàng cười khúc khích, em đã có việc để làm. Hôm qua em mua chỉ len xong rồi, định đang cho anh một chiếc áo. Hạo Thiên có vẻ lo lắng, đừng tự đầy đọa thân xác mình quá nhé. Em cứ ở nhà, chiều anh sẽ mang thịt bò khô về cho em ăn, Bích Hàng không quên dặn dò, nhớ mua chocolate nữa nhé, chocolate. Bây giờ em thích chocolate nữa sao, không phải em thích. Bích Hàng cười nói, chị Y Vân đấy, ai mượn mi nhắc chàng. Y Vân cắn nhẹ môi, mồ hôi rịnh ướt cả tay. Đừng giả vờ hiền đức, hiểu biết bản tính mi tỉ mỉ để thu phục lòng người. Ta biết, mi lúc nào cũng muốn tỏ ra ta đây giàu lòng nghĩ đến người khác. Mi muốn bố thí một chút tình cảm thừa thải cho ta. Nhưng ta là gì? Ta đâu phải là kẻ vô tri, gỗ đá. Ta đâu thể nhận chút canh thừa cá cặn kia mà sung sướng được, thời gian không biết trôi qua bao lâu, phòng khách lại trở về cái yên lặng thuở ban đầu. Hạo Thiên có lẽ đã đến sở. Bích Hàng đã trở về phòng, Y Vân vẫn còn ngồi bất động bên cửa sổ, thần kinh cơ hồ như đã bị tê liệt hẳn, một phần ống quần bị nước mắt làm ướt đi. Trong nỗi đớn đau mập mờ, Vân nghe như có tiếng hát của Bích Hàng từ trong phòng riêng vọng ra, nàng cố gắng lắng tai, nhưng chỉ nghe rõ được mấy câu ngắn, tôi đã từng yêu say đắm, nên hiểu thế nào là tình yêu, lúc nó đến ta không hề hay biết. Thời gian qua, ngây ngất tự bao giờ, Nước mắt lại lăn xuống má. Vân nghĩ, bài hát nếu thay đổi một chút vẫn có thể thích hợp với nàng. Tôi đã từng đánh mất tình yêu, nên hiểu được thế nào là đau khổ. Lúc nó đến ta không hề hay biết. Khi hiểu ra rồi thì chỉ có đớn đau. Lệ rơi từng hạt trên khung cửa. Vân chùi mất giọt này, thì giọt kia lại chảy ra. Mãi đến lúc nàng nghe tiếng bà cao gọi. Cô liên chiên trứng, Vân mới sực nhớ. Bà mẹ chồng đã thức giấc. Nàng không thể ngồi mãi phía sau màn cửa này. Lau sạch nước mắt, Vân bước ra. Bà Cao nhìn thấy nàng, giật mình hỏi, "Nãy giờ con làm gì ở ngoài đó vậy?" Dạ, dạ con, Y Vân gượng nhoẻn cười, nàng đưa mắt nhìn về phía cửa, con ngắm mấy con chim nhỏ, chúng chiếu chít bên nhau, thấy dễ thương lắm, trở về phòng. Vân tự người vào cửa, tiếng hát của Bích Hàn như vẫn còn phản phất đâu đây. Vân cố bịt kín tai, nhưng vẫn không làm sao đuổi xua được những lưỡi dao nhọn. Nàng mở to mắt nhìn thẳng tới trước. Chiếc giường hai người nằm. Nhớ khi sư tình nồng không dứt, chàng như cánh bướm, thiếp tựa cành hoa, rồi và bây giờ chỉ còn là nỗi khổ em mang, chàng chẳng mang. Vân lắc đầu xua đuổi. Không thể ngồi yên trong phòng này được. Tiếng hát cứ văng vẳng. Vân không chịu nổi sự cô đơn, đang dằn vặt tâm hồn. Nàng cua vội chiếc áo khoác ngoài rồi khép cửa ra đi, trên đường phố, những bước chân lang thang vô định. Nắng thật tốt. Người qua lại thật đông. Vân thả trôi theo làn sóng cuồn cuộn, hết con đường này sang con đường khác. Ta chỉ là một chiếc bọc nước trôi theo sóng. Lang thang. Qua bao nhiêu khúc trẻ, bao nhiêu hẻm to hẻm nhỏ, Mắt cứ dán chặt vào những cửa hàng, hai bên không tư tưởng, không ý thức, như một chiếc máy không tình không cảm, chỉ biết đi, tiến tới trước và tiến hoài không thôi, cuối cùng rồi cũng mỏi, không phải chỉ mỏi thôi mà còn đói. Đôi chân bắt đầu nặng và mắt cũng đã hoa. Bây giờ Vân mới sực nhớ ra là từ sáng đến giờ. Nàng chưa có lót một cái gì trong bụng. Vân thở dài, gọi một chiếc taxi và về nhà cha mẹ ruột mình, vừa bước vào cửa, nhìn khuôn mặt phúc hậu của mẹ, bao nhiêu quẩn ức trong tim như băng hoại hết. Vân tì tay ở cửa, mặt tái xanh. Bà Tiêu thấy cử chỉ của con, hoảng hốt, Y Vân. Con làm sao thế, Y Vân xa vào lòng mẹ, hòa khóc khiến bà Tiêu càng bối rối hơn, bà ông lấy Vân, hỏi tới. Đừng. Đừng khóc, có chuyện gì thế con có gì thì thủng thẳng nói cha mẹ sẽ giải quyết cho vân vẫn nức nở khóc khóc càng nhiều nỗi buồn như càng vơi lý trí hồi trở lại vân ngồi xuống ghế nhìn mẹ mẹ ơi con đói quá bà tiêu đau lòng nhìn con gái vân vẫn không khác ngày xưa bao nhiêu lúc nhỏ mỗi lần gặp chuyện bực mình ngoài đường là nhất định về nhà ông mẹ khóc mách Khóc lóc tỉ tê cuối cùng rồi lại thang đói và sau khi no nê lại trở buồn làm vui. Đó là chuyện ngày xưa, nhưng Vân bây giờ đâu còn trẻ thơ nữa. Lớn rồi, lập gia đình rồi, biết vui, biết buồn những bân khuân của người lớn. Bà làm sao có thể xoa dịu hay hiểu rõ để cảm thông nỗi buồn của con, như ngày xưa. Sau khi ăn xong một tô mì lớn, Y Vân có vẻ tỉnh táo hơn, nàng yên lặng thu mình trên salon đúng như điều bà tiêu dự đoán bây giờ vân không buồn nhắc lại những giọt nước mắt đã trôi qua của nàng khi được bà nhắc khéo vân chỉ lắc đầu đánh lãng không có gì cả mẹ ạ à, chỉ tại lúc này tình cảm con không được bình yên như xưa bà tiêu hiểu có hỏi đến cùng thì cũng không giải quyết được gì chuyện riêng tư của con chỉ có con mới đủ thẩm quyền giải quyết đúng lúc đó tiểu kỳ bế con bước ra thằng bé vừa giáp thôi nôi đã bập bẹ với ngôn ngữ mới học, nó không lúc nào chịu ngồi yên, hết bò nơi này lại sang nơi khác. Vân nhìn cậu cháu mũm mỉm, lòng càng nặng hơn, rồi thời gian cũng phôi pha. Sống bên cha mẹ, Vân tìm được bình yên cho tâm hồn. Mãi đến tối, khi nhận được điện thoại thúc giục của Hạo Thiên, lòng Vân mới trùng xuống nếu còn như ngày xưa thì chắc chắn hạo thiên đã mang xe đến trước vân về rồi còn bây giờ chỉ có một lời ngắn ngủi qua dây nói về nhé khuya rồi đấy nhưng về để làm gì để chứng kiến cảnh âu yếm của hai người à vân nhíu mày nàng ơ hờ như vẫn nghĩ ngợi và không còn ý định về nhà y vân tiêu chấn phong không biết đến trước mặt vân tự bao giờ vân theo anh thì em dạy gì để cuộc đời phải kéo dài trong khổ sở thế này mãi? Làm gì cứ như đứa mất hồn, ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Chuyện giải quyết xong phẳng là xong. Em đừng vội cho là anh làm ngang, anh hiểu chuyện lắm. Tình yêu không bao giờ có hạnh phúc với sự hiện diện của một người thứ ba. Em phải quyết định. Việc cần thiết phải làm ngay bây giờ là đưa bích hàng trả về cha mẹ nó trên đời này chỉ có một người đàn bà ngu xuẩn nhất là em thôi nó là gì mà lại phải chia chồng cho nó nếu em chẳng chịu nghe lời anh là chẳng bao giờ em tìm được nguồn vui đó là chưa nói hàng nó cũng nào khác gì em nó có sinh để được gì đâu y vân mở to mắt nhìn anh ruột lâu lắm nàng mới thấy anh nói được một câu có lý phải rồi chuyện không thể không giải quyết được nữa tối hôm ấy Vân về nhà, trời đã khuya lắm rồi. Khi dùng chìa khóa riêng mở cửa bước vào trong, nàng thấy nhà tối đen chứng tỏ ai cũng đã về vị trí nấy và đã an toàn trong giấc điệp. Bích Hàng và Hạo Thiên giờ đang làm gì? Vân tự hỏi. Có lẽ họ đang thì thầm bên gối. Và nàng thở dài. Lặng lẽ bỏ về phòng riêng của mình. Nhưng vừa bật đèn lên, Vân đã giật mình khi thấy Thiên đã nằm sẵn trên giường. Với nụ cười tranh mảnh, anh đợi em lâu quá. Thiên nói, mắt thật đen, chuyện gì mà nói lâu đến giờ này mới về, Vân yên lặng cởi á ném xuống giường, không buồn nhìn mặt chồng, tại sao anh nằm ở đây, Thiên cho mày, em nói thế là nghĩa sao? Giường này không phải là giường của anh à, Vân nhếch mép, giường của anh ở phòng bên kia, Vân. Thiên nắm lấy tay Vân, mắt nhìn sâu vào mắt vợ em làm sao thế giận à nếu anh không lầm anh nghĩ có lẽ em đang ghen với bích hàng ghen tôi thế này mà ghen với nó y vân giận run nhưng nói chẳng thành lời đôi mắt trêu cợt của hạo thiên như càng lúc càng mở to trời đất đây là chồng ta đây sao người mà nàng hết lòng yêu mến yêu ngay từ lúc mới bắt đầu biết yêu nước mắt trịnh ra bờ mi bao nhiêu sự lạnh lùng lúc đầu tan biến hết vân cúi xuống thiên ông chặt vợ trong lòng chàng hôn cùng nhiệt bao nhiêu bất mãn chờ đợi oán hờn của vân lần lượt tung bay cao bay xa hãy giữ chặt em anh thiên trái tim y vân như gạo thét đừng bao giờ xa em nữa anh nhé anh thiên anh Thiên, Tim Vân rối loạn, nàng cảm thấy toàn thân ngập đầy hơi ấm và bao nhiêu đau khổ đã tan thành bọt nước. Mấy phút sau, tất cả lại trở về bình thường. Vân nằm trong vòng tay chồng, nghịch ngợm những sợi tóc rối. Anh Thiên, hử, anh yêu em không? Vân ngại ngùng hỏi, Thiên trả lời qua cơn mê ngủ, dĩ nhiên rồi. Bích Hàng à, Tim Vân đập mạnh. Tại sao Thiên lại gọi ta là Bích Hàng? nhưng vân cố không tin hỏi tới anh nói gì thế anh bảo là anh yêu em bích hàng ạ à, thiên lặp lại giấc ngủ lập lờ vân nổi giận tung mình nhảy xuống giường không thể để sự việc khốn nạn này kéo dài mãi không chịu được rồi vân mở đèn choàng áo vào hạo thiên cũng giật mình tỉnh hẳn cơn buồn ngủ đã bay thật xa em làm gì thế y vân phải giải quyết vấn đề mới được vân nói như hết, em không thể để nó ở chung với em nữa và vân mở cửa chạy ra ngoài thiên hoảng hốt đuổi theo y vân y vân em làm gì vậy y vân đã xông vào phòng bích hàng nàng bật đèn lên và gọi lớn tên hàng bích hàng ngồi dậy ra đây tôi muốn nói chuyện với cô bích hàng giật mình mở mắt chưa kịp tỉnh ngủ nàng tuột nhanh xuống giường chi thế hở chị Vân bước tới cạnh, giọng lớn và cương quyết, tôi không còn là chị cô nữa, cô đừng bao giờ gọi thêm tiếng chị gì hết, tôi đến đây chỉ muốn cho cô biết, ngày mai cô phải dọn ra khỏi nơi này, tôi không muốn thấy mặt cô từ đây về sau. Bích Hàng ngạc nhiên, tái mặt, chị Vân. Em đã làm gì lầm lỗi với chị, không phải cô lỗi mà lỗi ở tôi. Y Vân hét, nếu xưa kia tôi chẳng cứu cô, không mang cô về nhà họ cao này và nhất là đừng để cô ngã vào lòng anh thiên thì tôi đã không phải khổ sở thế này bây giờ tôi hối hận tôi thấy mình quả ngu đần thật kể từ kiếp trước tôi đã nợ cô nhưng bấy giờ nợ đã trả xong rồi mai cô đi đi tôi không muốn sang sẽ hạnh phúc với cô nữa tôi không nhường chồng mình cho một người đàn bà nào khác nữa hết tôi cũng không mong cô sẽ cho con cho cái cho chúng tôi nếu cô còn hiểu biết từ rầy về sau xin cô đừng quấy rầy chúng tôi nữa hạo thiên bước tới mặt tái xanh y vân em không có quyền làm như vậy em không có quyền vân quay lại trừng mắt nhìn chồng tại sao em lại không có quyền em là vợ anh mà trừ trường hợp anh không còn yêu em anh cứ ly dị rồi muốn cưới bích hàng thì cưới hạo thiên cứng môi y vân em biết là chẳng bao giờ anh lại ly dị em Vậy thì anh phải xa Bích Hàn, nếu không anh phải chọn một trong hai đứa." Quay đầu lại nhìn Bích Hàn, Vân lớn tiếng, "Sao? Bây giờ cô định sao?" Cô đi hay không nói đi chứ." Bích Hàn ngồi yên, mắt mở lớn, chỉ có nước mắt trên khuôn mặt chợt xanh không còn máu. "Chị, Vân, đừng gọi tôi là chị nữa." Vân hét. Hạo Thiên bất bình can thiệp, "Y Vân. Tại sao hôm nay em trở chứng như vậy?" em nghĩ coi, ngay từ đầu chính em đẩy bích hàng vào lòng anh cơ mà. Tất cả sự việc xảy ra bây giờ đều là do em sắp đặt hết. Bích Hàng là người chứ không phải vật vô tri, em muốn đẩy người ta vào cuộc đời, rồi kéo ra lúc nào mặc ý sao. Đừng tàn nhẫn như vậy. Tàn nhẫn vậy, là không có lương tâm hiểu không, em tàn nhẫn. Em không có lương tâm. Y Vân hét, nếu em không tàn nhẫn như thế một ngày kia kẻ bị đuổi đi hẳn là em chứ không phải ai khác bích hàng rời khỏi giường nàng tiến về phía hai người như kẻ mộng du em xin anh chị đừng cãi nhau nữa không có gì hết hàng run rẩy nói em từ đâu đến thì sẽ trở về nơi đó em sẽ đi chẳng có gì hết anh chị đừng lo nói xong chân nàng quỳ xuống mắt tối sầm lại hàng ngã xuống thảm và không còn biết gì nữa 22, khi Bích hàng tỉnh lại, thấy mình nằm trên giường, trán đắp khăn lạnh. Nàng bắt đầu nghe tiếng người xì xào rồi phân biệt được giọng trách móc của bà cao, nửa đêm nửa hôm làm gì náo động cả nhà, thế này thì còn thể thống gì nữa chứ. Y Vân, con là người hiểu biết, sao con lại để chuyện xảy ra thế này? Còn Hạo Thiên, con là đàn ông mà, chuyện phòng the phải sắp xếp thế nào cho êm thấm mới phải chứ sao lại để tùng lung như vậy? Con phải biết trách nhiệm, bích hàng cố chuyển mình ngồi dậy, nhưng cơn chóng mặt quay mồng. Ngoài sự khó chịu ở đầu, tim hàng còn nhói đau, cả một cơ thể ê ẩm, từng sợi thần kinh, từng thớ thịt như tê liệt. Sự cử động của hàng làm chiếc khăn đắp trán rơi xuống. Hạo thiên vội đỡ hàng ngồi ngay lại. Mặt chàng nhợt nhạt, lo lắng, bích hàng em thấy khỏe hơn chưa? Em, em khỏe lắm. Hàng gượng cười, em xin lỗi hết mọi người, tại em bị chóng mặt, thấy Bích Hàng đã tỉnh dậy, bà Cao có vẻ yên tâm, thở ra, vậy là xong, bây giờ sắp tới, mấy người không có quyền lộn xộn nữa nhé. Hạo Thiên gắn khuyên nhủ cả hai, mẹ buồn ngủ lắm rồi, phải đi ngủ mới được, bà Cao ra khỏi cửa, thuận tay đóng kín lại bích hàng bây giờ mới thấy y vân ngồi bên cạnh giường tay cầm mù xoa thúc thích khóc tiếng khóc làm hàng xúc động nàng rụt rè đưa tay nắm lấy chéo áo vân chị chị em vẫn còn có thể gọi chị là chị chứ y vân ném khăn tay ngoài tới ông chậm lấy hàng mắt nàng sưng húp vì khóc bích hàng bích hàng chị điên thật chị đã không kiểm soát được những gì mình đã làm đúng ra chị không nên nói những lời như thế chị không cố tình muốn vậy. Bích Hàng Chị vẫn là chị của em, em hiểu chứ, Bích Hàng siết chặt vân khóc ngất, lỗi tại em hết, em làm bậy, chị cứ mắng cứ chửi, nhưng, nhưng đừng bao giờ bỏ em hết, không. Không bao giờ nữa đâu Bích Hàng ạ. À. Vân lộ vẻ xúc động. Đó là lỗi ở chị, chị đã nổi giận vô cớ. Hãy tha chị nghe em, những điều gì chị nói ban nãy, em đừng để ý gì hết đừng bỏ vào tim chị em ta vẫn là chị em của ngày nào em phải quên hết quên hết đi nhé hạo thiên bước tới ông chặt hai người nghe anh này chuyện vừa xảy ra ta cứ xem như một cơn ác mộng bây giờ ác mộng đã trôi qua rồi anh cấm không muốn ai nhắc tới nữa phải đầm ấm như cũ ta sẽ chung hưởng hạnh phúc phải đi hết quãng đời còn lại bên nhau anh mà mất một trong hai em là anh không sống nổi. Bích Hàng yên lặng tựa đầu vào ngực thiên. Và thế là dông tố trôi qua. Y Vân đứng dậy, trước khi trở về phòng, nàng đặt tay Hàng lên tay thiên, anh thiên ở đây với Hàng nhé, và quay sang Hàng, Hàng không buồn chị chứ, Hàng chỉ thở dài, làm sao em có thể buồn chị được, và khi Y Vân bỏ đi rồi, Hạo Thiên nằm xuống ông Hàng vào lòng nhìn khuôn mặt tái xanh của hàng, thiên hoảng hốt. Em bệnh rồi, để anh đi gọi bác sĩ mới được, bích hàng giữ chặt thiên, đừng anh, em không bệnh gì cả, em chỉ lạnh một chút, ngủ một giấc là sẽ khỏe lại ngay, hạo thiên tin lời vợ, xoa nhẹ những sợi tóc trên trán hàng. Nhìn khuôn mặt có vẻ suy tư của vợ, chàng thắc mắc, bích hàng. Em lại nghĩ gì nữa đấy, bích hàng lắc đầu chỉ nói, em, yêu anh, Thiên siết chặt cô vợ trẻ trong vòng tay. Tim bỗng đau nhói. Chàng hôn lên môi hàng, và được phản ứng lại bằng một nụ hôn thật nồng nàn, nồng nàn đến độ ngạc nhiên, bích hàng. Em đã khỏe lại rồi chứ, vâng. Mai anh sẽ xin phép nghỉ một ngày, anh ở nhà chơi với hai em, Bích Hàng lắc đầu, đừng. Đừng anh. Anh làm thế cha mẹ sẽ nghi ngờ không hiểu giữa chúng ta đã có chuyện gì xảy ra. Hạo Thiên cúi xuống, nếu thế em phải cho anh thấy rõ. Bằng chứng là em khỏe mạnh thật, vâng. Bích Hàng rút đầu, nhưng bây giờ em buồn ngủ quá, vậy thì ngủ đi, Hạo Thiên nói như vỗ về trẻ thơ, buổi sáng, Hạo Thiên sửa soạn đến sở, Bích Hàng vẫn còn ngủ mê. Giấc ngủ chẳng bình an, vì Thiên cứ bắt gặp những cái châu mày trên mắt vợ trẻ. Sợ hàng bị đánh thức, Thiên lặng lẽ rút lui ra ngoài, y vân thức dậy tự bao giờ đang thúc hối cô liên dọn thức ăn điểm tâm thấy thiên bước ra nàng có vẻ ngại ngùng lãng sang nơi khác thiên bước tới ông ngang người vợ em còn giận anh à y vân lắc đầu anh không giận em đã là may lắm rồi thiên xúc động y vân lúc xưa em đã từng nói anh không phải là người đàn ông duy nhất trên đời này cùng lúc yêu hai người đàn bà vậy thì thú thật bây giờ anh không biết trách ai hết. Trách định mệnh hay trách chính mình? Cả hai em đều đẹp. Anh không thể bỏ rơi một người nào được hết. Y Vân, em hiểu cho anh. Đừng giận anh nữa nhé, Y Vân lắc đầu, có trách là trách em ích kỷ và hẹp hòi. Vân rớt nước mắt, lỗi em không thể tha thứ được, em quá vô tình. Có lẽ, có lẽ Bích Hàng nó buồn em lắm, em cũng hiểu cho Bích Hàng. Thiên nói, nếu em đừng nhắc chuyện cũ đó nữa, chắc chắn hàng sẽ không để tâm đâu. Hàng không biết thù hận là gì. Tính cô bé như thế ấy, nhất là với em nữa, Y Vân gật đầu, chính vì thế mà em bị bức trước mãi, Hạo Thiên nhìn sâu vào mắt vợ, Y Vân. Em với hàng đều là những người đàn bà toàn thiện, chỉ có anh là vô đức vô tài. Không biết anh phải làm gì mới đền bồi đủ tình các em dành cho anh anh muốn lúc nào cũng có hai em bên cạnh anh hết anh thiên anh cứ an tâm y vân trấn an chuyện hôm qua em sẽ không bao giờ để nó xảy ra một lần thứ hai nữa anh cứ đến sở đi không có gì hết hạo thiên cười yên ổn đặt nụ hôn lên trán vợ rồi ra đi cả một buổi sáng ngồi trong phòng làm việc đầu thiên cứ để đâu đâu không có một việc gì thanh toán song phẳng họa đồ vẽ hư tính toán sai lệch. Sau cùng không chịu được, chàng điện thoại về nhà. Người tiếp điện thoại là Y Vân. Tất cả bình yên cả chứ? Vân, Bích Hàn dậy chưa? Dậy từ lâu rồi, hiện đang ở cạnh em. Anh muốn điện thoại với Hàn chứ? Thiên do dự. Dù sao cũng sắp đến giờ về rồi, chọc giận tự ái Vân nữa là khổ, chàng lên tiếng, thôi khỏi, anh chỉ muốn biết ở nhà bình an không thôi không có gì xảy ra hết, Bích Hàng đang chọn chỉ đăng áo cho anh đây, Thiên an tâm, thế còn em? Em đang làm gì? Em với mẹ phụ hàng gỡ chỉ, Thiên mỉm cười, chàng hình dung cảnh ba người đàn bà đang bận rộn vì chàng mà lòng vui sướng. Chuyện tuy chẳng có gì nhưng đủ sưởi ấm tim Thiên, hay lắm. Hôm nay anh sẽ về sớm. Ở nhà thích ăn gì? Có cần anh mang về không? Thôi khỏi anh ạ, à vân nói thịt bò khô với chocolate tối qua anh mang về còn nguyên đấy em với hàng chia nhau được rồi a à mà này mẹ bảo nếu anh có đi qua tiệm cơm chay giật hoa nhớ mua về cho người một ít mì căng tờ nhớ rồi tí nữa sẽ gặp nhau thiên đặt ống nghe xuống gánh lo đã trút mưa bão đêm qua ồ ạt đến rồi cũng trút đi thật nhanh không thể trách y vân được vì không ai không nghĩ đến hạnh phúc của mình thiên cầm bút chì lên nhưng khi nghĩ đến Vân và Hàng, chàng lại thờ thẫn. Thiên không hiểu những người đàn ông đời trước năm thê bảy thiếp rồi đời sống của họ phân xử ra sao. Tại sao chàng chỉ có hai người thôi mà đã gặp quá nhiều trắc rối? Buổi trưa, Thiên mang mì căng về. Để bích Hàng và Y Vân vui, chàng đặc biệt mua thêm món bánh hạnh nhân cho Hàng và mứt hạt sen cho Y Vân. Ngoài ra Thiên còn kiếm thêm hạt dưa, đậu phụng bốn năm gói lỏng chỏng mang về nhà vừa bước tới cửa chàng đã gọi bích hàng y vân đâu ra phụ anh mang vào này y vân xuất hiện cười ngất trời đất ơi anh làm gì mà như sắm quà tết vậy mua chi lắm thế này hạo thiên bước vào phòng khách bà cao và vân phụ chàng mang quà xuống nhìn quanh chàng không thấy bích hàng đâu chỉ thấy một đống chỉ đã gỡ xong trên salon bà cao và y vân thật vui mở từng gói một nhà không có gì khác lạ thiên không dám lộ vẻ lo lắng thái quá chàng chỉ làm bộ hỏi ủa còn bích hàng đâu sao không ra ăn chứ y vân với chiếc miệng đầy mức hạt sen trả lời bích hàng đi công chuyện rồi đi rồi hạo thiên linh cảm chuyện không hay bích hàng đi đâu hàng bảo xuống phố mua thêm kim đan loại kim ở nhà to quá sợ đang không đẹp y vân nói và chăm chú nhìn chồng sắc mặt nàng cũng từ từ thay đổi nhưng hàng xuống phố cũng lâu lắm rồi em nhớ rồi chợ siêu thị ở đối diện đây cũng có bán kim đan mà hạo thiên bỏ gói giấy còn lại trên tay xuống chàng băng qua hành lang đẩy cửa phòng bích hàng tất cả đồ vật vẫn nằm yên chỗ cũ chàng thở phào nhẹ nhõm. Những vật trang điểm trên bàn nằm yên. Chiếc áo khoác ngoài còn vắt trên thành ghế. Quyển sách Cảnh Hoa Duyên xem dở còn nằm yên. Mấy cuộn chỉ màu lăn lóc trên giường ngủ. Chắc không có gì xảy ra đâu. Thiên Trấn An, chàng bước tới tủ áo. Mở cửa tủ ra, áo từng chiếc thẳng nếp còn treo nguyên chỗ cũ. Thiên lại bước tới giường dở gối lên trống trơn không có gì hết vậy là bích hàng không có bỏ đi vì nếu đi không lẽ không mang theo gì cả nhưng mà nhưng mà thiên đứng trước bàn viết chàng kéo học tủ ở ngăn giữa đột nhiên trái tim thiên như chìm sâu tận đáy biển trong học tủ chiếc vòng cẩm thạch không bao giờ rời khỏi tay hàng nằm yên trên tờ giấy trắng thiên rút mảnh giấy ra chân chàng muốn sụm xuống mắt như muốn hoa lên chàng run rẩy mở ra đọc, đời sống do anh chị cứu, niềm vui do anh chị cho, hạnh phúc do hai người ban bố, tình yêu cũng nhờ anh chị mới hiểu được, bây giờ tôi phải rời khỏi đây, vì đã nhìn rõ được cuộc đời chính mình. Có ở lại chưa hẳn là ý nghĩa, chỉ làm vỡ nát niềm vui của kẻ khác thôi, đừng bảo là tôi vô ơn, vì bây giờ có tỏ bày sao cũng vậy, tiếc đời quá nhiều cảnh khổ, lẽ phải và công bình ở đâu. Bức thơ rơi nhanh xuống đất. Thiên đứng bất động thật lâu, mãi lúc sau chàng mới nghe có tiếng thúc thít ở sau lưng. Hào Thiên lão đảo bước đi như người say rượu. Y vân đuổi theo. Anh ơi, anh đi đâu đấy? Đi tìm hàng. Thiên đáp, phải đưa hàng về, vì hàng chỉ là con chim nhỏ chưa đủ lông đủ cánh. Rời khỏi nơi này hàng sẽ chết. Trước khi hàng chết, anh phải mang nàng về đây y vân ngước mắt đẫm lệ nhìn chồng gương mặt thiên tái xanh y vân sợ hãi khóc lớn anh thiên hạo thiên như kẻ chợt tỉnh cơn mộng du chàng nhìn vân rồi quay lại nhặt chiếc vòng cẩm thạch hàng đi rồi không mang theo một cái gì hết kể cả chiếc vòng cẩm thạch nàng hờn dỗi bỏ đi thế nào thế này thì đi đâu y vân khóc to hơn lỗi ở em hết tại em hàng mới bỏ đi, em phải tìm hàng trở lại mới được, và nàng định chạy ra ngoài. Bây giờ đến phiên thiên ngăn giữ, em định đi đâu, đi đâu miễn tìm được hàng thì thôi, tìm không được em cũng đi luôn không về. Mắt thiên đỏ ngầu, anh đã mất một người rồi, anh không thể để mất thêm người thứ hai. Em không được đi đâu hết, vẫn đứng yên nhìn chồng, trong tia mắt, lộ sự khiếp sợ, lo lắng, ăn năn và đau khổ rồi vân ngã vào lòng thiên khóc ngất, sẽ không bao giờ, em xa anh. Anh thiên. Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hàng, đến bao giờ tìm được thì thôi. Chương 23, 3 tháng trôi qua, một buổi tối, thành phố Đài Bắc về đêm, bao giờ cũng rực rỡ, trời vừa ngã màu là đèn đủ ngọn chiếu sáng ánh sáng mang lại sức sống cho con đường tấp nập thành phố đã trở mình xe cộ dập dìu qua lại người như nước chảy đèn đủ màu chớp tắt quay cuồng trên các cửa hàng ăn vũ trường rạp hát tiếng nhạc vang vang đánh thức bóng đêm đây là giờ phút để con người giải trí mua vui để quên hết những nhọc nhằn trong ngày, ở gần khu Tây Môn, có một vũ trường tên Ngọn Gió Xanh. Ngọn Gió Xanh chỉ là một khiêu vũ trường bậc trung. Không lớn nhưng cũng không nhỏ. Ban nhạc chỉ có hơn 10 người, họ đang trình tấu một điệu nhạc vang. Ánh sáng tỏa từ quả cầu xoay trên trần nhà đỏ, xanh, vàng, tím. Đèn Tix nhảy mời nhạc. Những chiếc bàn nhỏ vây quanh Tix với đèn hồng lạp bạch lạp trữ tình. Khách di động dìu dạt theo âm thanh, bích hàng mặc chiếc áo dài sườn xám, màu xanh lục đậm, những sâu chuỗi lóng lánh trên cổ và bông tai, nàng đang bước theo tiếng nhạc bên một ông khách mập mập lớn tuổi. Bước vang khá thuần. Hàng nhảy giỏi không kém khách. Còn nhớ cách đây ba tháng lúc mới đến, hàng không biết một điệu vũ nào cả. Nhưng bây giờ từ rumba, cha cha cha, mambo, À, go-go, vans, điều nào nàng cũng nhảy được, không những nhảy được mà còn nhảy thuần thục. bản năng thích ứng của con người là một yếu tố sinh tồn. Bích Hàng chỉ cần 3 tháng đã từ một thiếu nữ yếu đuối biến thành một vũ nữ thơm tho với biệt danh Mỹ Nhân Băng Sơn, đó là biệt danh mà anh chàng ca sĩ Trần Nguyên gán cho Hàng. Trần Nguyên là ca sĩ cục trụ của phòng trà này. Chàng rất trẻ, tốt nghiệp đại học thi hành quân dịch xong rồi không làm gì hết, nhảy vô chốn đèn hồng làm nghề ca hát. Khi Bích Hàng thắc mắc, Nguyên chỉ nhún vai nói, tại tôi thích hát, biết làm sao bây giờ, vậy sao không đi học nhạc, tôi không thích học nhạc, tôi chỉ thích hát, hát những bài nhạc thời trang, hát dân ca và chuyện tình của tôi, chuyện tình của hắn. Bích Hàng thở dài. Ai cũng có chuyện riêng hết. Nơi vũ trường không phải là chốn để tỉ tê tâm sự, khách đến đây, phần lớn là để mua vui. Gia đình họ không êm ấm, hạnh phúc không đủ sự ấm tâm hồn, họ mới đến, và vũ nữ như những cánh hoa cần thiết xoa dịu, mặc tình họ ôm ấp. Một cảm giác chua xót len lỏi trong hồn. Người đẹp băng sơn. Cái danh hiệu do sự từ chối qua đêm, của hàng với khách tạo thành. Trần Nguyên nhiều lúc ngạc nhiên với hàng, cô tưởng nghề này có thể sống cao thường được sao? khách đến đây đâu phải để nhảy không? Cô giữ cao giá, hay làm đỏm chỉ thiệt thôi, đừng tưởng khách họ vị nể mình, tôi không cần ai trọng tôi. Hàng cười buồn nói, đã bước chân vào nghề này, còn muốn làm cao thế nào nữa chứ, xoay cốc rượu trong tay, hàng tiếp, chẳng qua tôi chỉ muốn sống cho mình. Cho lương tâm và hàng ngưng lại nửa chừng, vì lúc ấy trong đầu nạn bóng thiên hiện rõ, có phải vì cái anh chàng ngu dốt của cô không? trần nguyên kêu lên mang ni đúng là khờ thật mang ni là cái tên trong vũ trường của hàng do ông quản lý chọn một cái tên thật tầm thường nhưng giữa chốn ăn chơi này có là tên gì cũng vậy thôi hàng không quan tâm lắm đến chuyện đó một người đàn bà để mua vui cho thiên hạ thì tên họ có kêu lắm cũng đâu nhằm nhò gì hàng như đã quên tên mình cái tên du bích hàng của bao nhiêu năm trước từ khi đặt chân vào vũ trường ngọn gió xanh điệu vans dứt hàng cùng khách trở lại bàn gã đàn ông họ ngô thường được người ở đây gọi là ông chủ ngô một huê kiều từ phi luật tân về nước và là khách thường trực nơi này ngay lần đầu tiên vừa trông thấy bích hàng gã đã mê ngay và gọi nạn là cô tiên nhỏ tiền bạc vạn năng đánh đổi một tiếng cười đời lúc nào cũng mâu thuẫn bi đát như vậy Bây giờ đến lượt Trần Nguyên lên hát, vẫn bản nhạc cũ bài hát cho người tình nhỏ, trong bộ Âu phục cà phê, cà vạt cùng màu. Trong bóng tối, Nguyên vẫn có thói quen mang kính râm và chàng thường đùa bảo, đó là màu của bí mật. Nguyên cầm micro trên tay. Vẫn ung dung, vẫn giọng ca ấm, bản nhạc buồn trỗi khúc. Khi tôi còn là cậu bé con, tôi có quen một nàng con gái nhỏ, nàng rất xinh và giữa chúng tôi ngập đầy tiếng cười nỗi vô tư như hoa với mộng không buồn phiền không âu lo đời chỉ là những lời chim ríu riết chúng tôi đã mơ ước mãi bên nhau mộng trẻ con nhiều quá nhưng sự trưởng thành lại đến quá nhanh một ngày kia gã đàn ông xa lạ từ đâu đến gã quyến rũ nàng bằng thế giới đẹp bên kia bờ đại dương và họ đã cùng cánh chim sắt mịt mù nơi xa thẳm nghìn trùng cũng từ đó thế giới mộng mơ của tôi biến mất ngày qua ngày trưởng thành trong tuổi vô duyên tôi không buồn không trách tôi chỉ nhớ hoài một người tình bé bỏng đã qua đời tôi bích hàng nâng cốc rượu lắng nghe lời hát trầm buồn của nguyên người con gái bé bỏng bản nhạc nghe qua đã bao nhiêu lần rồi mà vẫn thấy hay ngay đầu tiên khi đến với ngọn gió xanh vẻ trẻ trung nhưng không biết cười của nguyên đã thu hút nàng không phải yêu mà là một sự chú ý kỳ thú vì vậy có một đêm, khi bên ngoài trời mưa như trút nước, vũ trường ế khách, nguyên đến làm quen với hàng. Họ cùng uống một chút rượu. Cái say ngà ngà làm hàng bạo dạng hỏi, tại sao cứ hát mãi bản nhạc này vậy, Nguyên đã thành thật. Vì đấy là chuyện đời của tôi. Một chuyện quá bình thường, mà người thanh niên nào cũng có thể gặp, phải không, vâng. Hàng nhấp rượu, anh có chuyện riêng của anh, tôi cũng có chuyện riêng của tôi, chuyện anh bình thường nhưng chuyện của tôi lại ly kỳ như không có thật, nó xảy ra cùng thời của chúng ta, mang ni có thể kể tôi nghe không, thế là hàng kể. Chuyện thế nào nàng kể hết ra thế ấy? Có lẽ tại rượu, có lẽ tại mưa, mà cũng có lẽ lại vì buồn, hay vì giọng hát của Nguyên, Trần Nguyên nghe xong đã nhìn hàng hỏi. Thế bây giờ Mang Ni còn yêu người anh rể của Mang Ni nữa không? Hàng gật đầu, còn anh anh vẫn yêu người bạn gái nhỏ của anh chứ nguyên cũng gật đầu từ đó hai người như bạn mỗi đêm tan giờ nguyên thường ghé qua nhà hàng chơi đó là căn nhà mướn nhỏ thôi nhưng rất ngăn nắp hàng thường mời nguyên đến hàng huyên nhưng giữa hai người chỉ có tình bạn một thứ tri kỷ tuyệt đối chưa có gì xảy ra hết chẳng qua chỉ vì cảm giác cùng là người lạc lõng trong đời gặp nhau đồng cảm nỗi sầu của nhau, vậy thôi, một hôm, Trần Nguyên đã mang đến một tờ báo, chàng đưa một trao vặt cho hàng xem, hỏi, có phải người ta đang báo tìm mang ni đây không? Hàng đọc báo. Một mảnh nhắn tin nhỏ làm nàng đỏ mắt, bích hàng, hối hận không còn kịp, nhớ nhau đến bao giờ, hãy trở về đừng xa nhau nữa nhé em, vân thiên, hàng ngẩng đầu lên, cười buồn, vân, tìm tôi đấy bản tin này đăng cả tháng nay rồi, tôi đã đọc thấy từ lâu, Nguyên thắc mắc, vậy sao không về đi, Mang Ni còn yêu hắn mà, về rồi chuyện cũ lại tái diễn. Hàng nói, chuyện không vui xảy ra một lần, là có thể xảy ra hoài. Vậy thì về chi, để lại phải bỏ ra đi, và hàng cúi đầu thở dài, sẽ không bao giờ tôi về nữa, vắng tôi, họ sẽ hạnh phúc, có tôi đời họ, sẽ phải xáo trộn, trần nguyên trọng mắt, thế mang ni định rồi sẽ làm gì? Không lẽ suốt đời đóng vai vũ nữ hoài à, hàng lắc đầu, tôi không có nghĩ gì hết. Đi được bước nào, đỡ bước nấy, hiện tôi đang cần tiền cho đứa em gái tôi học hết bậc tú tài. Trần Nguyên thành thật, vậy tôi thành thật khuyên mang ni nhé. Hãy lợi dụng khi mình còn trẻ, còn đẹp. Tìm một lão già giàu có nào đi. Nếu không thì cứ đi ăn tự nhiên với họ, moi một số tiền, chứ dù sao thì cũng đến nước này rồi, có ai cần mang ni phải gìn giữ trinh tiết, nhưng hàng lắc đầu, không được, tôi không thể làm chuyện đó được, trần nguyên nhún vai, như vậy là mang ni. Vừa gàn lại vừa ngu nữa, có lẽ vậy. Hàng cười nói, còn anh, anh định sẽ làm gì, cũng như cô vậy thôi, đến đâu hay đến đó, sao không tìm một người nào đó lấy làm vợ cho rồi, không lẽ anh còn chờ cô ấy à, Mang Ni cũng biết, đời người vô thường. Trần Nguyên đáp, biết đâu một ngày nào đó cô nàng lại chẳng trở về Đài Loan, lúc đó chúng tôi lặp lại cuộc đời chưa muộn. Hàng Dương to đôi mắt, như vậy có nghĩa là anh còn gàng hơn tôi, thế là họ cùng cười, và như thế, có một hôm, Trần Nguyên đưa Hàng về nhà. Đi giữa lòng đêm vắng, cả hai cùng thấy lạc lõng cô đơn. Đèn đường mờ nhạt soi bóng lúc trước lúc sau. Hôm ấy, Nguyên có vẻ hơi say rượu, anh chàng đột ngột đề nghị với Hàng, mang đi. Thôi thì chúng ta lấy nhau đi, Hàng ngạc nhiên. Tại sao? Vì chúng ta đều là những kẻ gàn dở. Gàn dở lấy nhau là xứng quá rồi, Hàng cười, làm sao làm chuyện đó cho được, dù chúng ta đều là những kẻ khổ đau, có những tâm sự riêng. Nên có lấy nhau cũng chưa chắc là hạnh phúc được, Trần Nguyên thở dài, Mang đi nói đúng hạnh phúc sẽ không bao giờ đến với những kẻ vô duyên, vâng, với những kẻ khổ đau, hạnh phúc sẽ không bao giờ đến. Bích Hàng ngồi uống rượu, nhìn Nguyên hát. Anh chàng lúc nào cũng mong mỏi đợi chờ người yêu trở về, nhưng sẽ chờ đến bao giờ. Gã đàn ông mập ngồi cạnh nàng lên tiếng, mang ni. Mang ni nghĩ gì thế, hàng cười, dạ đâu có. Bây giờ anh có muốn nhảy không, lướt ra pix nhảy một bản mambo bích hàng tì người lên vai người đàn ông từng bước từng bước ngắn với một trái tim trống rỗng gã họ ngô ôm sát hàng vào lòng gã thấy hết sức mãn nguyện đêm nay là một đêm thần tiên chưa bao giờ gã thấy mang niên ngoan ngoãn thế này họ quay cuồng quay cuồng trên tít hết bản này tới bản khác cho đến khi đêm đã thật khuya sau cùng rồi cũng mỏi họ trở về bàn Vừa ngồi xuống hàng đã được một bạn đồng nghiệp bước tới nói nhỏ Chị bỏ bàn này đi Ông khách đằng kia chịu mua ticket chị 1 giờ 100 bạc kia Ông ta mua hết số giờ còn lại hôm nay của chị Hàng nhìn đồng hồ Chỉ còn nửa tiếng nữa là vũ trường sẽ đóng cửa Nàng hỏi Khách quen hả? Không phải Lạ Hàng cho mày có vẻ khó nghĩ Nhưng đây không phải là một trường hợp hiếm Hàng đứng dậy xin lỗi gã họ ngô. Gã có vẻ không vui lắm nhưng muốn chứng tỏ mình quân tử nên dòng ý, và hàng đi theo chị cai gà đến một góc tối. Cô mang ni đến đây rồi, hàng đứng trước bàn nhỏ. Sau lời giới thiệu của người cai gà, nhìn rõ khuôn mặt khách trước mặt, trái tim hàng như rơi vào vực sâu. Không ai khác hơn là chàng, khuôn mặt tiều tụy, hốc hác, một điếu thuốc trên tay với đôi mắt như dán chặt lấy hàng, hàng rã rời ngồi xuống ghế, trước mắt nàng là một cõi sa mù, sao biết em ở đây mà anh đến tìm, hạo thiên dụi tắt thuốc. Rồi đốt thêm một điếu nữa, Bích Hà cho biết, à thì ra Bích Hà, trẻ con không bao giờ giữ mãi được bí mật, anh, anh bắt đầu hút thuốc từ bao giờ thế, sau khi em đi. Hạo Thiên nhả khói, Bích Hà, Em độc lắm, anh chịu thua em. Đăng báo trao hàng ba tháng trời kiếm hết cả một thành phố đài Bắc, anh thiếu điều muốn lạy bích hà mới được nó nói chỗ em, em ác thiệt, bích hàng chớp mắt, lệ chảy dài theo má, nàng yên lặng, không muốn giải thích, vì giải thích cũng không đi đến đâu, từng giọt lệ, từng giọt rơi, hàng không mang theo khăn tay, cũng không nhớ mang theo giấy thấm, nhưng đã có khăn tay của thiên, bích hàng giọng thiên đổi nhẹ, bây giờ tất cả đều trôi qua hết rồi phải không em? Em cũng nên bỏ qua, chuyện cũ. Anh đến đây là để, để trước em về nhà, hàng ngẩn lên, lắc đầu, không, em không có nhà, thiên trừng mắt, em nói thế là sao, hàng xác định, em không có nhà, hạo thiên siết mạnh tay hàng, chàng có vẻ giận dữ, em đừng chọc giận anh, lúc gần đây, anh dễ nổi nóng lắm anh không muốn cãi nhau hay tranh luận với em, đã lâu rồi không có đêm nào anh ngủ thẳng giấc, em hiểu không? Tối nay, ngay từ 8 giờ anh đã có mặt ở đây, ngồi đây nhìn em suốt một buổi tối, em không thể sống ở đây được nữa, anh đến trước em về nhà. Muốn hay không, em cũng phải đi theo anh, hàng nhìn thiên, chàng đã thay đổi thật nhiều, chàng không còn vồn vã vui vẻ như trước. Bây giờ ngồi trước mặt hàng như là một gã đàn ông say rượu gây gỗ và nóng tính. Hàng thở dài, chẳng bao giờ em về với anh. Em thành thật xin lỗi, nhưng không bao giờ em về được, thiên trận mắt lớn tiếng, em, nhưng chàng lập tức tự kìm lòng ngay được. Thiên hút thuốc, nhưng những ngón tay run rẩy, bích hàng. Bây giờ em muốn anh phải làm sao chứ? Em cứ đưa điều kiện của em ra đi có phải em chỉ trở về bao giờ anh ly dị Y Vân không? Hàng lắc đầu, chắc anh cũng hiểu em mang ơn chị Vân thế nào, em yêu chị ấy ra sao chứ? Em chỉ muốn anh chị hạnh phúc, thiên vỗ mạnh tay xuống bàn, không có em lấy gì hạnh phúc chứ, Hàng giật mình, những người ngồi gần đấy cũng giật mình quay lại. Trần Nguyên tưởng Hàng bị khách say rượu hành hạ, nên bước tới can thiệp. Chàng nắm tay Hàng nói, đến giờ nghỉ rồi mang đi. Tôi đưa em về nhé. Bích Hàng vội rút tay về, anh Nguyên, đây là anh Thiên, ta, Trần Nguyên sững người ra nhìn Thiên. Mặt hạo Thiên tím ngắt. Hàng hiểu chuyện đẩy Nguyên, anh Nguyên về trước đi nhé, chút nữa tôi sẽ về sau, Nguyên ngập ngừng một chút mới chịu bỏ đi. Hạo Thiên trừng mắt với Hàng, đây là nguyên do khiến em không về, phải không? Bích Hàng ngỡ ngàng nhìn chồng, anh tưởng là tên hát ca vô loại đó. Hạo Thiên hét, hắn là người yêu mới của em phải không? Hèn gì chẳng để ý đến lời nhắn tin của anh, chẳng thèm trở về với người cũ, hàng lặng người, anh say rồi, thôi chúng ta ra ngoài, có chuyện gì cứ ra ngoài nói, được. Hạo Thiên dụi tắt tàn thuốc, đứng dậy, tôi có cần phải đưa tiền trước không? Nghe nói những người hành nghề vũ nữ như em có giá cả mà. Bao nhiêu? Bích Hàng chỉ biết trừng mắt. Hạo Thiên biết mình nặng lời nên xoa dịu, Bích Hàng. Tha lỗi cho anh. Anh có cảm giác như mình sắp chết nên nói năng bậy bạ hết. Bích Hàng. Chuyện cũ lỗi ở anh cả, hãy tha thứ cho anh, theo anh về nhà nhé. Nếu em có thiếu tiền người ta, anh sẽ trả hết, giải quyết dứt khoát hết, nước mắt tràn mi, hàng kéo tay thiên, thôi ra ngoài có chuyện gì rồi sẽ nói sau thiên lặng lẽ nhìn hàng rồi thở dài thôi được ra ngoài rồi sẽ tính anh sẽ không nổi nóng nữa đâu chúng ta sẽ nói chuyện đàng hoàng anh biết em vẫn còn yêu anh em không có yêu tên ca sĩ kia hay bất cứ một người nào khác phải không hàng hàng lau nước mắt thôi ta đi hạo thiên yên lặng theo hàng bước ra khỏi quán ngọn gió xanh những bước chân loạng choạng không vững hàng phải dìu chồng anh say thế này làm sao lái xe được? Nhà em cũng gần đây, thôi ta thả bộ nhé. Gió đêm đầu hè thoáng lạnh, Hạo Thiên như kẻ mất hồn bước cạnh hàng, chàng lải nhải. Anh biết em không yêu ai hết ngoài anh, vì em từng bảo em chỉ yêu một mình anh thôi, phải không hàng? chương 24 Vừa vào tới nhà hàng, Hạo Thiên đã ngã phịch xuống ghế. Chàng nhìn quanh. Một chiếc giường, hai chiếc tủ nhỏ, một bàn trang điểm và hai chiếc ghế để tiếp khách. Đó là tất cả đồ đạc trong nhà hàng. Cách bài trí giống như ở những căn phòng ở khách sạn, có lẽ đây là cư xá đặc biệt dành cho vũ nữ thuê. Hạo Thiên thở dài, tim đau nhói chàng thấy với bất cứ giá nào cũng phải đưa hàng về. Không thể mặc tình để hàng nhem nhuốc trong vũ trường, chung đụng với đám ca sĩ vô loại, mấy cai gà và những ông giàu tiền chỉ biết mua vui, bích hàng rót một cốc nước mang lại cho thiên, giọng nạn ấm, uống chút trà giải rượu đi anh. Xưa nay anh đâu thích uống rượu, sao hôm nay lại uống nhiều thế, hạo thiên đỡ ly trà đặt xuống bàn, chàng giữ chặt lấy hàng, căn nhà này em thuê. Hàng gật đầu, Hạo Thiên hỏi tiếp, trả hết tiền nhà chưa? Hàng ngạc nhiên, em mới đóng cả một năm tiền thuê nhà mà, có nghĩ là em không thiếu tiền thuê? Hàng gật đầu. Thiên đứng bật dậy, tốt lắm. Thế thì để anh phụ em thu xếp đồ đạc. Vali em đâu rồi? Sách tay nữa? Thôi được rồi, bỏ hết cũng được, ở nhà vẫn còn. Quần áo của em? Mang theo những thứ này về làm gì? Bích Hàn nắm tay Thiên, ngồi xuống mép giường giọng nhỏ nhẹ nhưng cương quyết, anh Thiên. Anh suy nghĩ kỹ một chút được không? Anh đã suy nghĩ rất kỹ, Hàng nhấn mạnh, em phải nói rõ anh biết, em không thể theo anh về, không bao giờ về với anh nữa, vì vậy xin anh đừng đụng đến đồ đạc, cũng đừng mong lây chuyển em, anh cứ coi như chưa bao giờ biết em, chưa bao giờ ở với em vậy. Hạo Thiên đứng trước giường, mắt mở to, mặt tái ngắt, nhưng chàng vẫn cố trấn áp cơn sóng trong lòng ý em muốn nói là em muốn xóa bỏ hết những ngày cũ em phủ nhận hình bóng anh trong tim em em thích làm vũ nữ em thích sa đọa phải không anh muốn nghĩ sao thì nghĩ nói sao thì nói một người đàn bà đã đi đến nước này còn dám cho làm mình thanh tao cao quý sao được em không có ý xóa bỏ hết những ngày chung sống cũ của chúng ta vì làm sao xóa nhòa được kỷ niệm, em cũng không phủ nhận giá trị của cuộc sống chung đó. Thú thật, nếu không phải vì anh, có lẽ em đã không, giọng hàng như nghẹn lại, một lúc lâu mới nói tiếp, em biết con người em hèn hạ, bẩn thiểu, nếu anh xa được em thì em không còn gì cảm ơn bằng, lời của hàng như một ngọn roi quất mạnh lên tim thiên. Chàng đột nhiên bừng tỉnh. Cơn say đã trôi hết mồ hôi rịn ra trán. Ta đang làm gì đây? Ta đã nói gì? Để Văn Hàng trở về hay để làm nhục người từng yêu quý? Thiên thấy thái độ của mình đã làm khoảng cách hai người càng xa hơn. Chàng nhìn nàng, rồi không còn chịu được, Thiên quỳ xuống nắm tay Hàng, anh xin lỗi em, bích Hàng. Chỉ tại đầu anh rối rắm quá, em hiểu cho, anh say anh không còn kiểm soát được lời nói, nếu còn yêu anh xin em bỏ qua cho. Hàng chớp mắt, những giọt lệ rơi xuống, cảm ơn anh đã thương em, em không còn tin anh sao, tin chứ. Hàng đáp, lúc nào em cũng tin anh, có điều anh không chịu suy nghĩ thêm một chút, sự ra đi của em không phải chỉ vì một phút hờn dỗi hay buồn phiền, mà là vì em, yêu anh, vì yêu anh. Thiên trợn mắt, nếu thật tình yêu anh thì anh nghĩ không có gì chứng tỏ tốt hơn làm em hãy cùng anh về nhà. Chuyện đó xin chịu. Hàng lắc đầu cương quyết, ngay khi chị Vân nổi nóng hạ lệnh, em đã ý thức được rằng nhà họ cao không còn là chỗ để em dung thân. Anh Thiên. Chị Vân là người có ơn cứu mạng em, ngay từ lúc chưa quen thân, chị đã có thể cởi á khoác ngoài, giữa mùa đông lạnh cắt cho em, hành động đó khiến em cảm động đừng nói chi đến lúc trong bệnh viện chị đã thức ngày đêm chăm sóc em đưa em từ cõi chết trở về chị vân hiền toàn thiện và cao cả trên đời này khó kiếm được một người thứ hai như chị ấy nhưng tối hôm ấy chị vân đã nổi giận đã mắng và đuổi em hạ lệnh cho em đừng bước chân vào nhà họ cao nữa em còn giận chị vân để anh điện thoại bảo vân đến ngay nhé từ khi em bỏ nhà ra đi vân đã đau khổ không kém anh vân đã hối lỗi để anh bảo vân đến xin lỗi em nhé bích hàng buồn bã đừng làm thế anh thiên làm như vậy cũng bằng giết em thôi anh không hiểu gì hết em có giận chị vân bao giờ đâu chị vân có toàn quyền hành hạ đánh đập em em không giận có điều cơn thịnh nộ của chị hôm ấy đã mở cho em thấy một sự thật là tình yêu không thể sang sẽ cùng lúc cho hai người. Anh Thiên, chị Vân quá yêu anh. Trước khi có sự chen vào của em, đời sống anh chị đã hoàn toàn hạnh phúc. Và sự hiện diện của em chỉ làm chị Vân khổ thôi. Chị đã tiêu tụy thấy rõ. Tiếng cười nói tươi vui hàng ngày biến mất chỉ vì em. Thuở xưa, lúc nào em cũng mong có dịp đền ơn chị Vân, nhưng em đã không làm được việc đó kết quả em yêu anh và biến ân thành oán em đã xui hạnh phúc hai người tan vỡ làm khổ chị vân bây giờ cách duy nhất chuộc tội là em phải ra đi thật xa chính vì nghĩ kỹ như vậy mới có ngày nay chứ không phải em giận hờn gì hết anh đừng nghĩ oan tội nghiệp tốt lắm hạo thiên nắm chặt tay hàng em nói bao nhiêu đó đủ chưa em bảo là em ra đi không phải vì giận hờn Buồn ai hết mà chỉ vì hạnh phúc của anh với Vân Thế thì, bây giờ anh giảng dị nói cho em biết Sau khi em đi rồi, Y Vân lúc nào cũng chảy nước mắt vì nhớ em, nghĩ đến em Còn anh suốt ngày long bông trên phố kiếm tìm Không ai vui hết, trừ trường hợp em trở về Em hiểu không, tất cả chỉ có nghĩa tạm thời Hàng nói, sự ra đi của em giống như sự loại trừ một ung nhọt Lúc đầu ai cũng đớn đau, nhưng rồi lâu dần thời gian sẽ phôi pha vết thương sẽ lành trái lại nếu em không dứt khoát cứ ở lại ung nhọt sẽ càng lúc càng to và đến một lúc trở thành bất trị khổ lắm cái gì mà ung nhọt thiên lớn tiếng anh đã tìm em dù em có nói thế nào anh cũng muốn em về với anh hàng lắc đầu đừng vô ích anh thiên ạ à. không thuyết phục được em đâu thiên trừng mắt em nói thật chứ vâng sẽ không bao giờ em về với anh hai tay thiên nắm chặt hai tay hàng lắc mạnh em phải theo anh bắt buộc em phải về với anh thiên lớn tiếng mắt đỏ ngầu anh không cãi lý vọng vo với em nữa đi phải đi hàng vùng vẫy nàng ngã nhoài xuống giường họ bắt đầu như hai tên đô vật giữ chặt lấy nhau cuộc chiến chẳng đi đến đâu hết hàng vừa thở hổn hển vừa khóc Thiên nắm chặt áo hàng kéo mạnh. Vải rách. Cả hai hoảng hốt và rồi Thiên mở trừng đôi mắt to, chàng như kẻ mộng du hay bị quỷ hút hồn. Thiên quên cả cuộc mặt cả lôi về, chàng chồm tới. Hàng không phương trốn lánh, nhưng Hạo Thiên không còn lôi nạn dậy nữa, mà giữ chặt lấy nàng, tay chân rã rời, hàng nằm bất động, mặc cho ý thức bồng bềnh trôi, mặc Thiên muốn thế nào thì muốn, hàng không chống trả, cũng không định chống vì chàng. Là người đàn ông duy nhất trong đời nạn, sóng gió rồi cũng trôi qua, đêm đã thật khuya, hàng gối đầu trên tay thiên. Cơn say đã qua rồi, thiên đã tỉnh táo và tỏ ra ôn hòa, bây giờ em có còn dám nói là không yêu anh nữa không, em chưa hề nói không yêu anh bao giờ, vậy tại sao chúng ta lại cãi nhau, em có cãi với anh bao giờ đâu, thế có nghĩa là em sẽ về với anh, phải không? Hàng yên lặng, Thiên vuốt về mắt môi hàng, chàng lặp lại câu hỏi, em còn yêu anh, em không muốn xa anh, vì vậy em phải về với anh, phải không hàng, lời của chàng đầy tính chất tru ngủ. Lý trí vùng vẫy, tình cảm dằn co, sau cùng rồi cái gì phải thắng sẽ thắng, hàng nhắm mắt lại nói nhỏ, em yêu anh, chính vì yêu anh nên không muốn anh bị khổ sở, cuốn quyết, vì vậy em không thể theo anh về được. Thiên tỏ ra nhẫn nại, em không còn là vợ anh sao? Hàng chớp mắt, em có là vợ chính thức của anh bao giờ đâu? Tây Thiên nâng cầm hàng, em đang trách móc anh, không có chuyện đó, vì chính em hiến thân cho anh, em không đòi hỏi danh nghĩa, em chỉ muốn nói cho anh biết một sự thật. Mắt Thiên tóe lửa trở lại, anh khuyên em đừng chọc giận anh nữa, em cũng mong anh không nổi giận. Vậy thì Thiên Vang xin, em phải về với anh đi, em đã bảo là không được. Thiên Trừng mắt, được rồi vậy phải nói rõ lý do, nhưng như sực nhớ ra, thiên hạ thấp giọng, đấy em thấy không, lúc nào anh cũng bê bối, tại sao cứ đòi hỏi em trở về mà không giải quyết hết những rắc rối trước cho em. Hôm em đi không mang theo một cái gì hết. Tiền không, của cải cũng không. Lại còn phải lo lắng tiếp tế cho gia đình, nên phải tự thân vào vũ trường tìm sống. Vì vậy, Bích Hàng. Anh hiểu chắc chắn em đã nợ vũ trường thật nhiều. Em ký hợp đồng với họ bao nhiêu, nói đi để anh lo liệu dùng cho em, bích hàng quay mặt đi, mặc cho những giọt nước mắt chảy dài, em không có vấn đề gì để anh lo liệu hết, em cũng không muốn theo anh về nhà, thiên ngẩn ra. Thôi anh hiểu rồi. Chàng nói, có phải em sợ ba mẹ anh biết em làm vũ nữ rồi khinh thường, hay em ngại y vân? Đừng lo, anh thề đây, sẽ không bao giờ anh cho họ biết chuyện đó không ai biết được ba tháng qua em đã làm gì hàng cắn môi không nói gì hết thiên nói tiếp đó em thấy không anh đoán là đúng điều của em nghĩ ngay bây giờ chúng ta sắp đặt một câu chuyện để đánh tan sự nghi ngờ của những người ở nhà xem nào em về với anh chắc chắn sẽ vui hơn anh sẽ yêu em nhiều hơn anh hứa không để em bị xúc phạm gì nữa chúng ta sẽ sống bù trừ những tháng đau khổ vừa qua, nước mắt lại chảy dài xuống má hàng, em xin lỗi anh, em rất cảm động trước những sự lo lắng chu đáo của anh, nhưng không bao giờ em về nữa được, tại sao, thiên sa sầm nét mặt, hàng nhìn thẳng vào thực tại, em đã nói hết với anh. Vì hạnh phúc gia đình anh và chị Vân, em đã bỏ đi, nếu bây giờ trở về, thì bao nhiêu công lao cũ, sẽ thành giả tràng xe cát. Em nói rồi, em chỉ là chiếc ung bướu độc trên hạnh phúc của anh chị vắng em đời sống anh chị êm thấm anh không muốn nghe những lý luận gàn bướng của em thiên lớn tiếng hét chàng đã nổi nóng ngồi bật dậy trên giường với đôi mắt ngầu đỏ anh không cần gì hết anh chỉ muốn em trở về em có nghe không hay là còn chờ anh sử dụng đến vũ lực hạng lắc đầu anh không cần phải sử dụng đến vũ lực vì anh hiểu vũ lực vô dụng đối với em thế em thiên giận cứng người rồi như quả bông bóng xì hơi chàng ông đầu chưa bao giờ anh lại khổ sở thế này em ác lắm em dậy vò anh chi lắm hở bích hàn cúi đầu cố ngăn tiếng khóc thiên đột nhiên vùng dậy kéo tay hàn lắc mạnh em phải cho tôi biết hắn là ai hàn giật mình hắn nào đừng giấu thiên hét gã đàn ông của em đấy có phải gã đã không cho em trở về với anh không hắn là ai hàn trừng to mắt anh tại sao lại dựng đứng như vậy phải rồi có phải nếu có sự hiện diện của hắn anh mới bình tâm mới chịu buông tha em phải không đừng lừa dối đừng bảo anh là không hề có gã đàn ông nào khác thiên lại hết em đổi khác nhiều quá rồi xưa em bảo là chỉ làm nô lệ cho anh em là con mèo ngoan ngoãn còn bây giờ anh đã van xin em biết bao lần thế mà em vẫn không chịu về như vậy là phải có sự hiện diện của người đàn ông khác chứ còn gì nữa. Hắn là ai? Thiên nắm vai hàng lắc mạnh, hàng chỉ biết khóc, đừng làm thế em đau lắm. Đừng anh, thiên buông hàng ra, giận dữ quay đi mặc áo vào. Chàng móc gói thuốc trong túi ra, định tìm một điếu, nhưng chỉ có chiếc hộp rỗng. Thiên ném hộp vào góc. Bích hàng lặng lẽ nhìn chồng, rồi kéo hộp tủ trên đầu giường lấy ra một gói thuốc ba số năm, đặt trước mặt chàng, thiên cầm gói thuốc, nhìn chầm chầm vào mặt hàng. Em cũng hút thuốc nữa à, không có. Bích Hàng lắc đầu, cái này của anh Trần, vừa nói tới đây Hàng mới thấy mình lỡ lời, ngừng lại, à. Thiên như khám phá ra điều gì mới lạ, thì ra con trộn có dấu thế nào rồi cũng lòi đuôi. Hắn là ai? Là ai? Hàng khóc, anh Trần Nguyên đấy, Trần Nguyên. Thiên bước tới đây nghiến, trần nguyên là ai chứ anh chàng ca sĩ mà anh đã thấy ban nãy bích hàn vừa nói vừa khóc nàng biết hiểu lầm đã nổ lớn trong tim thiên nếu anh muốn em phải có một người đàn ông mới thỏa mãn mới chịu buông tay thì đấy em xin nhận đấy trần nguyên là ca sĩ là bạn trai người yêu hay chồng em cũng được tùy anh muốn nghĩ làm sao thì nghĩ anh cứ tưởng tượng là em đã sống chung với hắn ba tháng rồi bao nhiêu đó đủ thỏa mãn anh chưa? Bớt, thiên cho hàng một cái tác tay trời giáng, hàng sững sờ im miệng. Thiên đã y phục chỉnh tề, mặt tái xanh. Chàng ném gói thuốc về phía hàng, đúng là thứ, đĩ thỏa, hàng chết điếng, tự người vào thành giường, không có một tiếng tỏ bày, chỉ có mắt to mở lớn, không ngờ trên đời này còn có những kẻ ngu xuẩn như tôi, đến van xin cô trở về. Thôi được, cô đã là dân chuyên nghiệp rồi thì thôi tôi xin chịu thua. Cuộc giao dịch vừa qua tôi có cần trả tiền không? Bao nhiêu? Tôi chẳng trả trẻ đâu mà sợ, thiên móc trong túi ra một sấp giấy bạc, không cần đến và ném mạnh xuống đất, cô yên tâm, tôi sẽ không gây rắc rối cho cô nữa đâu. Nếu tôi lại đến thì không còn ai ngu xuẩn như tôi nữa, rồi chàng tông cửa, bước nhanh ra ngoài. Bích hàng lết xuống giường, toàn thân run rẩy. Nhìn những tấm giấy bạc vô tình rải rác, lòng nhói đau, nước mắt chảy dài. Chương 25: Đài Loan chỉ ấm được đến đầu mùa hạ, là cái nóng như thiêu lại đến. Cái nóng của tháng 6 đuổi xua hết gió mát cả châu thành đại bắc như đặt trong hỏa lò khiêu vũ trường có máy lạnh nhưng số người chen chúc quá đông cộng thêm tiếng nhạc tiếng trống khói thuốc mập mờ khiến cho không khí thật khó thở bích hàng từ lúc khiêu vũ trường mở cửa đến giờ đã tiếp được mấy người khách nàng khiêu vũ liên miên hôm nay ban nhạc chơi nhạc đó có vẻ bệnh hoạn quá Đụng tí là vans vans và vans quay mấy vòng là hàng đã thấy choáng váng khi hàng bước vào phòng rửa mặt, Trần Nguyên đã chặn nàng lại âu lo, tốt nhất là Mang Ni nghỉ sớm đi, tôi thấy Mang Ni có vẻ không khỏe đấy, vào phòng rửa mặt, hàng ngắm mình trong kính, phấn son chẳng che giấu được vẻ tiêu tụy. Đời sống về đêm có lẽ làm đời người trở thành ngắn ngủi. Hàng mở ví, lấy phấn son ra, một chút phấn sậm màu che bớt vẻ hốc hác dung nhan. Biết rằng đời sống cùng vội dưới ánh đèn là đời sống tự sát, nhưng vấn đề kinh tế. Hay là ta cứ tìm một lão nào lắm tiền? Nhưng tại sao bóng dáng cao hạo thiên vẫn cứ lúc ẩn lúc hiện trong tim? Hàng thở dài, trở ra pis. Trần Nguyên đã lên bục gỗ, giọng sầu muôn thuở với tiếng kể lễ, ngày xưa khi còn bé. Tôi đã quen nàng, một người con gái nhỏ. Trên đời này có hàng ngàn hàng vạn cô. Mỗi cô lại có một tâm sự và những tâm sự nhỏ đó đã xây dựng, thành lịch sử của đời sống. Hàng trở về bàn, gã mập lịch sự đứng dậy kéo ghế. Hàng ngồi xuống, đầu vẫn lân lân với bao ý nghĩ. Gã mập hút thuốc xì gà. Ngày xưa Hàng rất ưa thích mùi xì gà, nhưng không hiểu sao hôm nay mùi thuốc làm Hàng nôn mửa. Có lẽ ta bệnh rồi, Hàng nghĩ, những ngày nóng bức thế này chuyện trúng nắng là thường, nhảy không em gã khách kề bên tai nàng hỏi. Hàng phân vân. Trần Nguyên đã hát xong, bây giờ là một điệu rung ba dậm dật, không thể từ chối được, ta là một vũ nữ nhà nghề. Hàng ngoan ngoãn ra pitch, quay cuồng, quay cuồng, quay cuồng, những ngọn đèn như quay theo, bàn ghế cũng quay, hàng vừa thở vừa tự người lên vai khách. Xin lỗi anh, em bệnh rồi, gã mập dìu hàng về bàn, ân cần đòi đưa nàng về nhà nhưng hàng khước từ. Nàng cố gắng chống trả lại những cấu xé ruột gan. Mong rằng không phải bệnh dạ dày tái phát, hàng vái thầm. Ở hoàn cảnh này không thể ngã bệnh được. Nhưng cảm giác khó chịu cứ càng lúc càng gia tăng. Hàng lại bước vào phòng rửa mặt. Vừa đến lavabo là bao nhiêu nhớt trải trong người đổ thốc ra hết. Một cô vũ nữ khác cũng có mặt ở phòng rửa mặt thấy thế vội chạy lại đỡ hàng cô nàng dìu hàng đến ghế ngồi xuống rồi thản nhiên hỏi bao lâu rồi đấy cái gì hàng ngạc nhiên ả à nhìn nàng qua kính với nụ cười đúng ra bồ phải tránh chuyện phiền phức đó chứ nhưng không sao đâu có nhiều lúc ngừa mà vẫn không tránh khỏi tôi có quen một tên y sĩ chỉ cần tốn ngàn bạc là giải quyết xong hết ả à quay lại nhìn hàng đây không phải là lần thứ nhất chứ bích hàng nhìn anna không hiểu cô nàng nói gì muốn ám chỉ điều chi? Không lẽ, trời đất? Có thể có chuyện như vậy xảy ra không chứ? Hàng nín thở, đến ngày sống chung cả năm trời không có tin tức gì, không lẽ chỉ một trận gió xuân mà ruộng xanh trổ ngọc sao? Mắt hàng chợt sáng, đổi e thẹn làm má hồng đỏ, nàng hấp tấp hỏi Anna. Chị nói, chị nói là tôi có thể có, rồi à, còn gì nữa? Anna nhìn hàng với đôi mắt tội nghiệp, chị gặp chuyện rắc rối rồi, gặp rắc rối. Niềm vui tỏa rộng trên môi hàng, rắc rối này đâu phải dễ kiếm, rồi nàng bỏ chạy ra ngoài, bỏ mặt Anna ngờ ngác bên trong, hàng xin phép ông quản lý nghỉ sớm. Nhìn đồng hồ mới 8 giờ hơn. Ở gần đây có một bệnh viện chuyên về phụ khoa. Hình như hành nghề thường trực thì phải, hàng bước vào. Không hiểu bác sĩ có làm việc ngay không? phải đợi chờ hay sẽ khám ngay. Tim hàng đập mạnh, nàng mong mỏi chuyện có con sẽ là sự thật, như vậy sẽ cảm ơn đời biết mấy, bác sĩ đến, sau khi hỏi qua loa mấy câu nói, mời cô vào, chúng tôi có thể cho biết kết quả ngay, không phải đợi mấy hôm sau, hàng thắc mắc, vị y sĩ lắc đầu. Không cần, chúng tôi lấy một chút nước tiểu của cô, tìm nồng độ kích thích tố trong đó, là hai phút sau có thể cho cô biết kết quả ngay hai phút trôi qua sau như hai thế kỷ. Rồi vị y sĩ xuất hiện trước mắt nàng. Ông như nhìn thấy sự âu lo chờ đợi của hàng hơn là sự sợ hãi nên nói, xin chia vui với cô, cô vừa có thai, hàng mừng rỡ lính quýnh, bác sĩ có, lầm không, lầm lộn. Vị y sĩ cười, khoa học làm gì có chuyện đó. Tính toán một chút, y sĩ lại nói, có lẽ đầu tháng 2 sang năm cô sẽ sinh, ra khỏi dưỡng đường. Bích Hàng mừng rỡ đến độ muốn khiêu vũ trên đường phố. Trời ơi! Nếu ba mẹ anh Thiên biết tin này, nếu anh Thiên, chị Vân hay được, chắc phải kỳ diệu lắm. Sống chung cả năm trời, sáng trong chiều trong, thế mà chẳng thấy có gì hết, không ngờ chỉ một lần ngẫu nhiên, lại đậu. Trách chi người xưa chẳng bảo, cố ý trồng hoa hoa chẳng nở. Vô tình cặm liễu, liễu xanh ung, đi giữa lòng phố hàng không còn thấy nực băng qua bao nhiêu con phố con đường hàng chỉ thấy có ánh sáng rực rỡ bây giờ ta phải làm gì đứng giữa phố hàng bâng khuâng về chăng không được phải chia sớt niềm vui với mọi người chứ phải rồi phải đến nhà anh thiên từng tế bào trên người hàng như réo gọi hãy đến nhà anh thiên đến nhà anh thiên cho họ biết tin mừng chứ không nên do dự. Đây không phải là lúc để do dự hàng gọi một chiếc taxi, hối hả cho biết địa chỉ nhà Thiên. Trên đường, nỗi vui và niềm lo làm tim hàng hồi hộp. Nàng như kẻ phiêu diêu trên mây. Đời sống một đứa bé đang thành hình, đến rồi. Hàng lại run. Nói gì bây giờ? Làm sao để họ hiểu? Sự đón nhận sẽ ra sao? bà cao hẳn sung sướng phát khóc. Y Vân sẽ ôm nàng nhảy lên mừng rỡ. Còn Hạo Thiên, giọt máu của chàng đang nằm trong bụng nàng, cửa vừa mở, cô liên ngạc nhiên gọi to vào trong. Ồ, cô hàng về rồi, chẳng ai ra hết. Hàng vừa thở hổn hển vừa hỏi, có ở nhà hết chứ? Và không đợi cô liên trả lời, nàng xông vào phòng khách. Hạo Thiên đang có mặt ngồi trên ghế nhìn thấy hàng trở về chàng có vẻ không tin bích hàng em đấy phải không vâng mặt hàng rạng rỡ nàng cố chấn tĩnh niềm vui đang dậy sống trong tim anh thiên em về đây để thông báo với anh anh tin không em đã em đã có hạo thiên nhìn trừng trừng có gì có con hàng thở ra mặt đỏ gất thấy thiên vẫn còn ngẩn ngơ hàng tiếp anh có nhớ cái đêm anh đến khiêu vũ trường ngọn gió xanh không trên đời có nhiều chuyện tình cờ thật lạ hạo thiên châu mày mắt đăm đăm nhìn hàng chàng chẳng có một chút gì là mừng rỡ bích hàng ngỡ ngàng chới với không lẽ không lẽ chàng bây giờ không muốn có con nữa sao lạ thật giọng thiên lạnh như băng đời sao lắm chuyện lạ lùng ở đây cả năm trời cô không có con thế mà chỉ một lần đó là lại được thiên cất cao giọng, đôi mắt sắc, có phải gã ca sĩ kia chẳng nhìn là con hắn phải không, hàng ngạc nhiên đến cứng họng. Nàng không tin những điều mình mới nghe. Trời ơi! Trên đời sao lại có người tàn nhẫn thế này? Trời ơi! Trời ơi! Hàng quay người lại xông ra cửa. Trong lúc rối loạn, Hàng nghe hình như có tiếng gọi của Y Vân và bà Cao. Nhưng Hàng chỉ muốn chạy trốn, ngay bây giờ mà nếu chạy được đến cuối trời đến sa mạc phi châu xa xăm hay vùng băng giá alaska cũng được thang máy xuống từ từ tim hàng cũng bắt đầu đập nhẹ lại nỗi đau vô bờ hàng ra khỏi cửa là nhảy vội lên taxi bà đi đâu gã tài xế hỏi đi đâu thế này còn biết đi về đâu cha chết mẹ chết không còn ai thân tình hết hàng nhìn xuống bụng đứa con chưa thành hình đã chịu bơ vơ không cửa không nhà, hàng chợt nhớ lại lời của Anna, chị gặp trắc trối rồi, nhưng không sao đâu, tôi có quen một y sĩ, chỉ cần tốn nghìn bạc là xong, phá thai. Hàng trừng mắt. Một kẻ chưa ra đời đã vô thừa nhận thì cho ra làm gì? Một đứa con không cha. Phá thai. Phá thai. Hai chữ ám ảnh có một thời giọt máu đã được ân cần chờ đón, vì nó mà cả ba phải trả giá rất đắt cho sự sức mẻ tình cảm. Nhưng bây giờ... Muộn rồi. Trời ơi! Trên đời sao lại lắm chuyện mâu thuẫn thế? Không có gì dở khóc dở cười cho bằng, trở về chỗ cư ngụ, hàng vơ vét hết tất cả quần áo vào một túi sách du lịch rồi ra đi, hàng đi rồi. Hạo Thiên mới thấy bối rối không phải chỉ có hạo thiên thôi mà cả nhà họ cao. Y Vân thấy hàng, nhưng chưa kịp ra thì hàng đã bước vào thang máy. Nàng không đuổi kịp, lúc trở lên thì thấy hạo thiên đang, ngồi ông đầu, trong khi bà cao ngồi cạnh hạch hỏi, con gặp bích hàng từ bao giờ, tại sao con biết đứa con đó không phải của con, con ở với hàng hôm nào, gã ca sĩ đó tên gì, tại sao bích hàng bảo đứa con đó là của con. Giả sử như điều đó đúng thì sao? khi vân bước tới đặt tay lên vai chồng nói anh thiên anh phải tìm hàng về chắc chắn đứa con đó là của anh hạo thiên ngẩn người bối rối vân tiếp em hiểu hàng lắm không bao giờ nó nói dối đâu tại sao lần trước anh tìm được hàng mà anh chẳng cho em biết chứ thiên lắc đầu anh không muốn nhắc lại chuyện đó vì anh đã tìm được hàng nhưng lúc bấy giờ hàng sống chung với một tên ca sĩ chính mắt anh thấy họ sống chung y vân hỏi vặn hạo thiên lộ vẻ lúng túng chàng nhớ lại lời của hàng hôm đó nếu anh nhất định bắt phải có một người đàn ông ở đây thì anh mới vui mới chịu buông tha em thì được rồi như vậy đó một tia sáng lóe nhanh trong đầu thiên ngồi bật dậy và chạy ra cửa y vân hét theo anh đi đâu đó tìm bích hàng và bóng thiên khuất nhanh ngoài cửa khi chui vào xe rồi thiên lại quên mất nhà của bích hàng Hôm ấy trong cơn say thiên đã được hàng diệu về rồi sự giận dữ làm chàng quên mất địa chỉ. Chỉ còn cách đến khiêu vũ trường ngọn gió xanh, đến nơi, thiên đưa. Ông quản lý đón tiếp, không có, mang ni hôm nay xin phép nghỉ và sẽ không trở lại nữa đâu. Thiên thất vọng nhìn lên sân khấu, gã ca sĩ hôm nào vẫn với bản nhạc sầu. Tôi không buồn, không giận, tôi không trách, và chỉ lặng lẽ nhớ nhớ đến người con gái năm xưa thiên nhét một nắm tiền cho tên trưởng ban nói nhỏ với hắn mấy câu rồi chàng ra cửa chờ không bao lâu trần nguyên bước ra anh chàng kéo mắt kiến xuống ngắm thiên ông là ai tìm tôi có việc gì tôi là cao hạo thiên đây chúng ta đã gặp nhau qua rồi tà thì ra ông cao ông là anh rể của Mang ni phải không anh tìm tôi có việc gì tôi muốn gặp cô ấy ông có thể cho tôi biết cô ta hiện ở đâu không? Trần Nguyên nhún vai, là không? Làm sao tôi biết được chuyện đó, chắc chắn anh phải biết. Hạo Thiên nổi nóng, anh chàng ca sĩ này gàn gàn dở dở trong thật sốn mắt, anh chơi thân với cô ấy như vậy không lẽ không biết sao, tôi có biết đi nữa cũng không bắt buộc phải trình cho anh biết, Hạo Thiên tức giận nhưng phải xuống nước. Anh làm ơn cho biết đi, chuyện chết sống mà, ai sống chết, Trần Nguyên ngạc nhiên. Hạo Thiên bức trước, Bích Hàng, anh có sống chung với Bích Hàng không, tôi? Mắt nguyên cơ hồ rơi ra khỏi trồng, tôi sống chung với Mang Ni. Ai bảo anh thế? Mang Ni nổi danh là người đẹp như băng sơn, có ai sợ đến cô ta được đâu. Chưa có một ông khách nào mời cô ấy ăn được một bữa cơm tối, chớ đừng nói. Nhưng Mang Ni làm vậy là điên, ai có quyền bắt ta phải trinh tiết chứ? Trần Nguyên ngưng một chút nói, anh có điên không mà nói vậy mang ni có tình yêu riêng của cô ấy tôi có tình yêu riêng của tôi chúng tôi tuy cùng là người bị khổ vì tình nhưng mỗi người có thần tượng riêng của mình chứ anh khù khờ như vậy mà không hiểu sao mang ni lại mê anh được thế mà còn dám chụp mũ tôi sống chung với cô ta nữa chứ đừng đùa vô duyên như vậy cha lần sau đùa thế tôi đắm cho vỡ mặt nhé thiên nhìn nguyên đột nhiên chàng thấy mình điên thật, anh có muốn đấm để lần sau hãy đấm, bây giờ xin anh làm ơn cho biết địa chỉ của hàng đi, Trần Nguyên kinh ngạc, chuyện gì xảy ra thế? Tối nay cô ta bảo khó chịu trong người, tôi khuyên về nghỉ đi, rồi Nguyên nhìn Thiên đắng đo một chút, nói, thôi được, để tôi đưa anh đi, 5 phút sau họ có mặt ở trước cửa nhà hàng. Trần Nguyên bấm chuông, một lúc lâu chẳng có ai ra mở cửa hạo thiên đấm mạnh vào vách và kêu lớn nhà bên cạnh bị phá giấc ngủ một bà già thò đầu ra nói cô ấy đi rồi trần nguyên ngạc nhiên cái gì hôm qua mang ni còn ở đây mà vâng nhưng mới dọn đi trước đây một tiếng hạo thiên chen vào dọn đi đâu biết không không biết chỉ biết là đã dọn đi rồi đóng cửa lại hạo thiên và trần nguyên ngẩn ngơ nhìn nhau thật lâu thiên mới mở miệng được bây giờ nếu anh muốn đấm tôi cứ đấm, càng đau càng tốt. chương 26 bích hàn đã mất tích thật, lần này ngay chính bích hà cũng không biết tin chị ở đâu. thiên hết đăng báo nhắn tin, đi khắp vũ trường tìm kiếm vẫn không tìm ra tông tích. hàn đi rồi. Đi thật rồi. Nàng như một cuộn khói, một đám mây phiêu bạc trời xa, không để lại một chút tông tích nào cả. Hạo Thiên cả ngày chạy tới chạy lui như chó mất chủ. Nhưng Bích Hàn vẫn biệt tâm. Đã nhiều lần, Thiên Vang Hà chàng biết Hàn rất yêu em, ngày nào nàng còn sống là ngày đó chắc chắn nàng vẫn còn liên lạc với Hà. Nhưng cả Hà vẫn tỏ ra ngơ ngác. Một hôm Hà nói với thiên, đêm qua em nằm mơ thấy chị hàng đã chết rồi. Chắc chị ấy không còn trên đời này thật đâu bằng không làm gì chị ấy bỏ mặc em chứ không. không có thể có chuyện vậy được. Bích hàng không thể chết. vì cả đời nàng chỉ là những chuỗi ngày đau khổ tiếp nối. nhưng hàng không oán, không giận ai cả. trong đời nàng không có hai chữ thù hận. Bích hàng Thiên kêu gào trong tim, em phải sống, phải sống để anh được chuộc lỗi, hàng trăm hàng ngàn tiếng kêu, hàng vạn hàng triệu tiếng gọi, hàng vẫn không về. Ngay trong giấc ngủ, nàng như một cọng cỏ đã bị cuốn trôi ra lòng biển khơi. Thiên trở thành khách hàng đêm của khiêu vũ trường ngọn gió xanh. Chàng đến đó chẳng làm gì hết, chỉ một bình rượu, một điếu thuốc, nghe tiếng hát của Trần Nguyên, thỉnh thoảng Trần Nguyên cũng xuống chia rượu với chàng và cùng kể lể những chuyện quanh bích hàng rồi họ trở thành bạn thân lúc nào không hay có lần trần nguyên đã khuyên thiên thôi bỏ cuộc đi mò mẫm tìm kiếm thế này mãi vô ích người ta đã cố tình trốn lánh thì anh có tìm thế nào cũng toi công thôi bỏ cuộc thiên không làm sao bỏ cuộc được đã một lần ta tìm thấy nàng thì chắc chắn sẽ tìm được nàng lần thứ hai nhưng trái đất mong mênh thế này biết tìm nàng ở đâu bây giờ tối Hạo Thiên thường mất ngủ, chàng đốt thuốc hết điếu này tới điếu khác cho đến sáng. Y Vân cũng không làm sao yên giấc. Nàng thường ông chồng thuốc thích khóc, tất cả tại em hết, nếu em không ghen, hôm đó không nổi nóng thì làm sao có chuyện xảy ra, Hạo Thiên lắc đầu. Những ngày gần đây chàng đã hoàn toàn đổi khác. Không còn vui đùa, tiếu ngạo như xưa, đừng nên tự trách mình mãi, Y Vân thiên trầm giọng nói nếu tất cả sự việc dù được sắp xếp hay diễn lại thì hậu quả cũng không khác bao nhiêu đâu em không có lỗi gì cả lỗi chăng là định mệnh đã an bài một cách sai lầm anh không nên cùng lúc yêu hai người em ghen là vì em yêu anh không lẽ yêu là lỗi sao rồi thiên tiếp tục hút thuốc chàng nhả khói nếu yêu là tội thì bi kịch của đời sống không phải xảy ra từ thù hận mà từ tình yêu Tình yêu dễ sợ thật. Lúc nào nên yêu, lúc nào nên không, làm sao biết? Có biết đi nữa cũng chưa hẳn tránh được. Giống như bài hát ngày xưa Bích Hằng hay hát, tôi đã từng yêu nên biết yêu là gì, lúc nó đến ta không hề hay biết, nhưng khi biết rồi thì đời đã bị cột chặt với tình yêu. Y Vân, em có thấy là chuyện của ba chúng ta đều bắt đầu lầm lẫn ở chữ yêu cả không? Y Vân nhìn chồng, khuôn mặt thiên lúc ẩn lúc hiện sau khói thuốc nhưng anh thiên bất cứ giá nào anh cũng gắng tìm hàng về em xin hứa với anh tìm hàng về được sẽ không bao giờ em ghen nữa em cũng không tỏ vẻ khó chịu và hết lòng cư xử với hàng như chị em ruột hạo thiên vuốt tóc vợ anh sẽ đi tìm hàng nhưng chắc không bao giờ gặp nàng nữa đâu thiên nói giọng buồn buồn nếu có tìm gặp đi nữa cảnh cũ lại tái diễn dù em có yêu hàng như em ruột đi, nhưng trong những phút không dằn được lòng. Rồi lại có sóng gió thì khổ, Y Vân lắc đầu, không đâu, sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra nữa đâu, Hạo Thiên thương hại nhìn vợ, làm sao tránh được chứ, khi em còn yêu anh. Vì vậy anh không trách việc em gây ra hôm ấy, nếu em không còn yêu anh thì đâu có gì xảy ra, Y Vân tựa đầu vào ngực chồng yên lặng. Hạo Thiên tiếp, Bích Hàng hiểu rõ hơn anh việc ấy, vì vậy trong đêm anh tìm gặp Hàng. Hàng đã tìm đủ cách để anh chịu nhìn sự thật. Ba đứa chúng ta không thể sống chung trong một nhà, nhưng lúc đó anh không chịu nghĩ vậy. Anh chỉ đòi Hàng trở về nhà để Hàng phải bị đặt ra kẻ sống chung với nàng, Hạo Thiên hít một hơi thuốc, lại thở khói, thế mà anh lại tin mới ngu chứ. Hàng là một đứa con gái trong sạch, tinh khiết, chỉ có anh là ngu đần bây giờ nàng đi rồi sẽ chẳng bao giờ hàng để chúng ta tìm gặp nàng nữa anh dám chắc như thế dù hàng còn sống hàng vẫn không để ta gặp hàng nhìn đám khói thuốc tỏa dần thiên mơ hồ nhớ lại cảnh ba người đi dạo ở công viên vinh tinh lần đầu tiên đề cập đến ba chữ bích vân thiên chính thiên đã linh cảm sự không may sẽ đến bây giờ thực tế đã chứng minh dạ dạ trừ phi hảo mộng lưu nhân thụy minh nguyệt lầu cao hưu độc y, tưởng nhập sầu trường, hóa tác tương tư lệ, đêm đêm trằn trọc, mộng đẹp để người mơ, cô đơn tự ghế lầu cao, ngắm trăng chút rượu, rượu vào lệ rơi, thiên quay người lại, niềm đau cày nát tim. Chàng cảm thấy từng tế bào nhức nhối. Y Vân vẫn còn tự ngực chàng, ngước mắt đẫm lệ nhìn chồng, bây giờ ta phải làm sao hở anh? Mất bích hàng liệu tình yêu ta có bị mất mát không? thiên giật mình, chàng hiểu sự lo lắng của vợ, y vân. Trong vở kịch chúng ta đang diễn, từ đầu đến cuối bích hàng đều thủ vai kẻ hy sinh. Nếu chúng ta không còn yêu nhau thì chẳng hóa ra phụ lòng kẻ hy sinh cho tình yêu chúng ta quá sao, y vân xót xa nhắm mắt, có rút người bên chồng, ngày tháng lạnh lùng trôi. Đúng như điều thiên đã đoán, tung tích của hàng không còn tìm thấy. Tất cả hy vọng kiếm tìm đều trở thành ảo ảnh trái đất vô tình cứ xoay hết thu rồi đông đông rồi xuân xuân rồi hạ một năm chớp mắt đã trôi qua gia đình họ cao lại trở về với vẻ bình lặng cũ hạo thiên tiếp tục ngày hai buổi đến sở y vân ở nhà phụ bà cao chăm sóc nhà cửa ông cao kế thiện lại bù đầu với sự nghiệp vĩ đại của ông tiếng thang tiếng thở dài vì không cháu nối dõi không còn nữa hình như tất cả đã an phận nhưng một buổi tối kia, chuông cửa đột ngột treo. Y Vân, Hạo Thiên và vợ chồng ông Cao đều hiện diện đông đủ ở nhà, họ cùng theo dõi say sư chương trình vô tuyến. Cô Liên nghe tiếng chuông chạy ra mở cửa. Bên trong mọi người nghe tiếng tồ ngạc nhiên của cô Liên, rồi giọng của một người con gái xa lạ, có đủ ở nhà hết chứ, vâng, cô Liên lên tiếng. Hạo Thiên đứng dậy tái mặt. Ngoài cửa, một thiếu nữ dong dỏng cao, có khuôn mặt đẹp với nụ cười có nước mắt. Cô ta đang ôm một cái gói gì trong tay, Hạo Thiên há hốc mồm, Bích Hà, đúng là Bích Hà. Bích Hà bước tới trước mặt Thiên, trên tay không gì khác hơn là một đứa bé, tôi mang tặng vật đến cho quý vị, đây là một đứa con trai vừa chào đời được 100 ngày, Bích Hà, Thiên chỉ biết kêu lên. Rồi ngắm đứa bé. Thằng bé có đôi mắt thật đen chiếc miệng nhỏ nhắn đang nút tay, nó ngơ ngác nhìn cha, bà Cao bước tới nhìn cháu nội hòa khóc, trời ơi! Nó giống con lúc mới ra đời như khung đúc, rồi bà đỡ lấy thằng bé hung lấy hung để. Ông Cao kế thiện, cô Liên cũng quay lại. Y Vân kéo tay Bích Hà, Bích Hà. Còn chị em đâu, Hạo Thiên xúc động chờ đợi, cho anh chị biết đi Bích Hà. Chị em bây giờ ở đâu? Chị Hàng bảo em mang con đến cho anh chị Bích Hạ nói mắt long lanh lệ, chị ấy cũng dặn em cho anh chị hay là đời sống của chị Hàng rất bình yên, anh chị khỏi phải lo hay bận tâm gì hết. Hà lại móc một phong thơ trong túi đưa cho Vân, đây là thơ của chị Hàng gửi cho anh chị, Hạo Thiên giật thơ, lật đật mở ra xem, Y Vân cùng đọc, anh chị thân mến, từ khi ý thức được thế nào là cuộc đời, em vẫn hoài nghi ý nghĩa của đời sống mãi đến khi đứa con trai chào đời em mới thật sự hiểu chúng ta sống để làm chi em yêu con em hơn bất cứ một cái gì trong đời này nhưng rồi em nghĩ sự hiện diện của nó bên anh chị còn cần thiết gấp trăm lần bên em dù sao thì nó cũng là dòng máu của nhà họ cao nó phải trở về với nội nó vì vậy em đành cắn răng giao nó trở về anh chị em biết ở bên anh chị chắc chắn nó phải được trưởng thành trong tình yêu và no ấm nên em rất an tâm đối với một người làm mẹ thì không có một cái gì làm họ hãnh diện và mãn nguyện hơn là con cái được hạnh phúc và sung sướng em tin rằng trong vòng tay của anh chị con em có cha có mẹ có ông bà nội nó sẽ trưởng thành một thanh niên ưu tú cho xã hội sau này anh chị đừng hoài công đi tìm em sau bao nhiêu sóng gió em đã chai lì rồi em không còn là một cọng có yếu ớt như ngày xưa nữa em có thể đối mặt với bão tố, có thể sống bình yên trước bao nhiêu cạm bẫy, anh chị cứ an tâm. Em sẽ không bao giờ quên ơn anh chị trong lần cứu nguy bệnh nặng. Cũng như không bao giờ quên ơn tình của anh chị những ngày sống chung, ngoài ra, em không hề oán hận anh chị điều gì hết, nếu không vì thế, em đã chẳng giao con cho anh chị. Anh chị cứ yên tâm, những người yêu dấu của em. Chúc anh chị yêu nhau suốt đời hạnh phúc suốt đời, đứa em gái nhỏ của anh chị, Bích Hàn y Vân ngẩn mắt đầy lệ nhìn lên, "Bích Hà, em không thể không cho chị biết Bích Hằng hiện ở đâu." "Chị ấy đi rồi." Bích Hà nói, "Chị Hằng giao con cho em, dặn dò mấy câu là bỏ đi ngay, chị ấy còn nói là, Hằng ngừng ngang nhìn thiên, Hạo Thiên nôn nóng, nói gì nữa, chị Hằng còn bảo, nếu anh Thiên nghi ngờ, cứ mang con đến bệnh viện thử máu." Hạo Thiên nhắm mắt lại, đau khổ, đến giờ này mà hàng vẫn không cho tôi một dịp ăn năn, hàng đã không tha thứ cho tôi, anh lầm rồi. Anh Thiên ạ." À. Bích Hà nói, anh không có lỗi gì phải cần chị hàng tha thứ cả. "Chị hàng nói, ghen là bản năng của người còn yêu." Chị không trách anh vì chị hàng biết anh vẫn còn yêu chị ấy, Hạo Thiên nhìn Bích Hà, để mặc đứa bé chuyền tay từ bà cao đến ông cao, rồi cô Liên Hạo Thiên nghe tiếng oa oa của con, mới nhớ ra, thằng bé, có tên chưa, chị Hàng gọi nó là Thiên Lý. Bích Hà nói, lẽ công bằng của trời đất tuy có đến muộn, nhưng rồi cũng đến, Thiên Lý. Bích Hàng như kẻ tìm lẽ phải trong sa mù. Hạo Thiên bước tới bế con. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn một phần giống Bích Hàng, một phần giống mình, tình máu mũ quyện lấy chàng, những giọt nước mắt rơi xuống, cao thiên lý cao thiên lý, y vân kéo bầu áo lại cho đứa nhỏ, ồ. Có dây chuyền vàng nữa à, vân kéo sợi dây ra. Bên dưới sợi dây là một đóa hoa, đóa hoa, đừng quên tôi, bằng vàng. Giống như đóa hoa ngày nào khi vân rời khỏi lớp dậy. Mặt sau của miếng mề đây là hàng chữ, đời là yêu thương, đời là tin yêu, đời là hy vọng, y vân nắm tay thiên. Cả hai bên cạnh đứa bé, với nỗi xúc cảm tuyệt vời. Đứa bé của quạng những ngón tay bụ bẩm trên khoảng không, mắt to đen nháy nhìn đời lạ lùng với nụ cười ngây thơ trên môi. Chuyện đến đây là hết, bạn bấm nút subscribe, đăng ký, đó là nghĩa cử ân tình nhất, quê hương che channel cảm ơn bạn thật nhiều.